Trung ương sẽ chia sẻ những cái vấn đề về kinh nghiệm đặc biệt về nhiễm RSV, chẩn đoán điều trị, dự phòng nhiễm RSV, làm thế nào để chẩn đoán được RSV. Buổi hội thảo hôm nay gồm có 3 nội dung. Tôi xin giới thiệu phần 1 là báo cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga, báo cáo về ca lâm sàng nhiễm RSV và gánh nặng bệnh tật do RSV gây nên. Phần thứ hai, bài báo cáo của tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc trình bày về nội dung những hiểu biết về RSV, kỹ thuật xét nghiệm RSV cho giúp cho chẩn đoán. Phần thứ ba là bài báo cáo của phó sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh trình bày về cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tiểu phế quản do RSV. Tôi xin phép cho buổi hội thảo hôm nay được được bắt đầu. Đầu tiên tôi xin phép xin 5 phút để chúng ta có thể làm cái pretest ạ. Xin các bác sĩ trả lời các câu hỏi và chúng ta sẽ kết thúc sau 5 phút.
Đầu tiên tôi xin chân thành giới thiệu với các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Nga, thuộc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, là một bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh nhiễm trùng cấp tính ở trẻ em và là một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong điều trị các bệnh lý hô hấp. Xin được trình bày vấn đề đầu tiên, đó là thực trạng nhiễm RSV hay virus hợp bào hô hấp nghiêm trọng ở trẻ dưới 2 tuổi. Xin trân trọng kính mời bác sĩ Nga. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, giám đốc Trung tâm Hô hấp chủ tọa. Kính thưa các quý vị đại biểu, lời đầu tiên cho tôi được gửi lời cảm ơn tới hãng AstraZeneca đã cho tôi cơ hội được ngồi đây để học hỏi và chia sẻ những cái hiểu biết của mình trong phòng và điều trị dự phòng các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp, trong đó có RSV. Và đặc biệt tôi vô cùng cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu buổi trưa để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi rất mong sau bài báo cáo này nhận được nhiều cái sự đóng góp và cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong việc điều trị RSV từ phía các quý vị đồng nghiệp. Và bài hôm nay của tôi là bài thực trạng nhiễm virus hợp bào hô hấp nghiêm trọng ở trẻ dưới 2 tuổi. Phần trình bày của tôi hôm nay có 3 phần. Phần thứ nhất là trình bày ta lâm sàng. Phần thứ hai là sẽ trình bày ảnh hưởng của nhiễm RSV ở trẻ em. Và thứ ba sẽ trình bày gánh nặng nhiễm RSV tại Việt Nam. Về cả lâm sàng, bệnh nhân nam 4 tháng tuổi vào viện ngày 20 tháng 2 năm 2024. Lý do vào viện: ho, khó khè, khó thở. Bệnh sử: bệnh khởi phát 4 ngày trước vào viện, trẻ có biểu hiện ho theo cơn, chớ ra sữa lẫn đờm trắng, sốt 38-38,5 độ C. Trẻ được điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt và thuốc ho thảo dược. Sau 1 ngày, trẻ giảm sốt, vã mồ hôi. Tuy nhiên, ho, khó khè, khó thở tăng lên kèm theo bú kém. Trẻ được nhập viện tại khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương. Khám tại khoa cấp cứu chống độc, trẻ thở rất là nhanh, 67 lần trên phút, rút lõm lồng ngực, đầu gật gù theo nhịp thở, bão hòa oxy 88%, phổi gian rít, gian ẩm nhỏ hạt, tim nhịp đều, không tiếng thổi bệnh lý, mạch quay rõ, nhanh, tần số 188 lần trên phút, chi ấm, refill nhỏ hơn 2 giây, trẻ tỉnh, không có hội chứng não màng não, tuy nhiên trẻ bú kém và tiểu ít. Về toàn trạng, trẻ có da niêm mạc nhợt nhẹ, lớp mỡ dưới da mỏng, không phù, không xuất huyết. Trẻ đã được xử trí hút đờm dãi, thở oxy qua mắt, truyền dịch và chuyển lên chân khoa hô hấp. Tiền sử bản thân, trẻ là con đầu đẻ thường 28 tuần, cân nặng lúc sinh là 1,1 cân, quá trình mang thai bình thường, lý do đẻ non là mẹ bị ra máu và cổ tử cung ngắn. Trẻ được tiêm trưởng thành phổi lúc 27 tuần. Sau khi ra đời, trẻ được thở CPAP 29 ngày và tiếp tục thở oxy 28 ngày, sau đó về nhà ổn định. Trẻ được nuôi bằng sữa bột hoàn toàn do mẹ không có sữa và chăm sóc tại nhà, phát triển tinh thần vận động và tiêm chủng đầy đủ theo lứa tuổi. Tiền sử gia đình thì không có gì đặc biệt. Xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm máu, bạch cầu 18,13 giga trên lít, huyết sắc tố bình thường, CRP nhỏ hơn 6. Khí máu thì hơi có tình trạng kiềm hô hấp một chút, pH 7,52, PCO2 34 mm ngân, HCO3 27,8, PO2 191, BE 4,9. Trẻ được làm test nhanh cúm AB và RSV thì phát hiện ra RSV dương tính. Đây là X quang của trẻ ngày đầu tiên vào viện ạ. Thì chúng ta thấy rằng là trên cái X quang này thì chúng ta thấy có cái đám mờ rất là lớn ở thùy chân phổi phải ạ, và đám mờ cạnh tim bên phải ạ. Đấy ạ. Vậy chẩn đoán của trẻ là gì ạ? A. Viêm tiểu phế quản. B. Viêm phế quản phổi. C. Viêm tiểu phế quản loạn sản phế quản phổi. D. Viêm phế quản phổi loạn sản phế quản phổi ạ. Thì xin mời các quý vị đồng nghiệp sẽ cho đáp án chính xác nhất ạ. Xin mời các anh chị ạ. Thì xin mời ban thư ký cho lại cái tỷ lệ trả lời của các anh chị. Vâng ạ, thì ở trên này, trên màn hình thì tôi thấy rằng là hai đáp án được trả lời nhiều nhất là viêm tiểu phế quản, loạn sản phế quản phổi và viêm tiểu phế quản ạ.
Và trong đó thì cũng có 17 đến 15% các anh chị chẩn đoán là viêm phế quản phổi, loạn sản phế quản phổi. Thế trên bệnh nhân này thì tôi xin phép phân tích một chút ạ. Bệnh nhân này là một cái bệnh nhân 4 tháng tuổi và đã có tiền sử đẻ non 28 tuần và thở máy, thở oxy kéo dài trên 50 ngày thì đã đủ tiêu chuẩn loạn sản phế quản phổi rồi, trên một cháu đẻ non. Thì lần này nhập viện, vào viện trong cái tình trạng ho khò khè và có siêu hấp và phổi bắt đầu có gian ẩm rồi. Thì cái ranh giới bệnh nhân này có thể lúc đầu khởi phát là một cái viêm tiểu phế quản, nó bắt đầu có xu hướng chuyển sang viêm phế quản phổi. Thế cho nên là cái chẩn đoán của chúng ta thì cũng có thể ban đầu chúng ta có thể chẩn đoán là viêm tiểu phế quản, nhưng đến giai đoạn khám thì bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn viêm phế quản phổi. Có bằng chứng ở trên trên cận lâm sàng là bạch cầu bắt đầu tăng 18 giga trên lít và X quang thì bắt đầu có thâm nhiễm nhẹ. Cho nên là bệnh nhân này thì tôi để đạt chẩn đoán là viêm phế quản phổi trên bệnh nhân loạn sản phế quản phổi. Thế thì chúng ta cần làm xét nghiệm gì thêm để hỗ trợ điều trị ạ, khi mà chúng ta đã có chẩn đoán như thế ạ? Thì với câu hỏi này thì tôi đề xuất 4 đáp án và các anh chị có thể chọn nhiều đáp án. Chúng ta đáp án A là cấy vi khuẩn dịch mũi họng, đáp án B là cấy nước tiểu giữa dòng, đáp án C là protein TBNP và đáp án D là siêu âm phổi màng phổi. Xin mời các chị ạ. Vâng ạ, tôi thấy là các quý vị đồng nghiệp đều trả lời rất là đúng ạ. Thì việc đầu tiên khi chúng ta thấy là bệnh nhân có viêm phế quản phổi, chúng ta sẽ tiến hành nuôi cấy dịch mũi họng để tìm căn nguyên vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên trên bệnh nhân này thì trên một nền trẻ có loạn sản phế quản phổi thì chúng ta cũng nên cân nhắc làm thêm protein BNP để xem đánh giá cái mức độ tăng áp động mạch phổi đối với bệnh nhân này. Vì trên lâm sàng bệnh nhân có cái tình trạng cũng có siêu hấp và có tím nhẹ trên lâm sàng. Và thứ ba, cái X quang bệnh nhân này thì có cái đám mờ ở thủy chân phổi phải và đám mờ cạnh tim bên phải, thì chúng ta cũng nên siêu âm phổi màng phổi để đánh giá cái tổn thương đấy là viêm, là xẹp hay là do cái tuyến hung to. Vì vậy là nếu đáp án đúng ở đây thì nên chọn, khi mà được chọn nhiều xét nghiệm thì chúng tôi sẽ chọn 3 xét nghiệm là cấy vi khuẩn dịch mũi họng này, protein BNP và siêu âm màng phổi. Thế còn nếu mà chỉ được chọn một xét nghiệm thôi thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn là cấy vi khuẩn dịch mũi họng để tìm căn nguyên gây bệnh. Trẻ đã được điều trị là thông thoáng đường thở, hút đồng dãi, thở oxy qua mát, truyền dịch, ăn sữa qua xôn, kháng sinh và khí dung. Sau 6 ngày thì trẻ cai được oxy, còn ho nhiều đờm, thở khò khè. Trẻ được chụp lại X quang ngày thứ 7, cải thiện, xuất viện sau 10 ngày điều trị. Đây là X quang ngày thứ 7 của bệnh nhân, thì chúng ta thấy là cái đám mờ thủy chân phổi phải, cái đám bám mờ đấy thì chính là một cái đám xẹp phổi. Sau 7 ngày điều trị thì nó đã mất trên lâm sàng rồi. Tuy nhiên trên cái hình ảnh của bệnh nhân thì còn một cái đám mờ cạnh tim bên phải. Thì đó, thì khi mà siêu âm thì là cái hình ảnh của tuyến hung to ở trẻ em, thì cũng rất là nhiều các bạn thì cũng nhầm lẫn với cái hình ảnh viêm phổi thùy trên lâm sàng. Thì đối với bệnh nhân có những cái khối, bệnh nhân sơ sinh và nhỏ có những cái khối lớn ở phía trung thất như này thì chúng ta nên siêu âm phổi màng phổi để có những chẩn đoán phân biệt hợp lý. Tôi xin tóm tắt lại bệnh nhân này trẻ nam 4 tháng tuổi, tiền sử đẻ non 28 tuần, loạn sản phế quản phổi, vào viện vì ho, khó khè, khó thở. Thì chẩn đoán ban đầu của trẻ là viêm phế quản phổi có nhiễm RSV và có biến chứng xẹp phổi siêu hô hấp. Trẻ đã được thở oxy, kháng sinh, nuôi dưỡng qua sông, bù dịch, theo dõi tích cực tại phòng cấp cứu. Và sau 10 ngày điều trị thì trẻ được ra viện. Về tiên lượng bệnh nhân này sau khi ra viện thì triệu chứng khó khè có thể dai dẳng trong vòng 1 đến 2 tuần tới. Chúng ta có thể hẹn tái khám bệnh nhân sau 5 đến 7 ngày. Đấy là phần cao lâm sàng. Phần thứ hai, tôi xin phép được trình bày về ảnh hưởng của nhiễm RSV ở trẻ em. Trên thế giới thì RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở trẻ em. Theo nghiên cứu của tác giả Lorado trên tạp chí Lancet năm 2012, thì chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi năm 2010, cái nhóm về nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới chiếm tỷ lệ khá cao tới 20,1%, và trong đó RSV cũng chiếm một cái tỷ lệ tới 6,7% trong cái nhóm nguyên nhân viêm đường hô hấp dưới. Theo nghiên cứu của UpToDate trên một cái đánh giá tổng quan đa trung tâm thì thấy rằng RSV xếp thứ hai về các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em gây có nhiễm trùng đường hô hấp dưới, và trong đó là đó cũng chính là nguyên nhân phổ biến gây tử vong ở trẻ nhỏ hơn 1 tuổi. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới,
Năm 2017 thì người ta thấy rằng là có 60.000 ca tử vong do RSV và 46% tử vong tại bệnh viện do RSV ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Các đối tượng trẻ em có nguy cơ cao nhiễm RSV, trong đó thì bao gồm những trẻ sinh non dưới 37 tuần và dưới 6 tháng tuổi trước khi bắt đầu mùa RSV, trẻ dưới 2 tuổi và phải điều trị bệnh lý loạn sản phế quản phổi trong vòng 6 tháng trước, trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh. Tỷ lệ trẻ nhập khoa điều trị tích cực và thở máy xâm nhập ở trẻ nhũ nhi mắc viêm RSV cộng đồng theo tuần thai ạ. Tuần thai càng ngắn thì nguy cơ nhập ICU và nhu cầu thở máy càng cao hơn ạ. Đây chúng ta thấy rằng cái ô màu xanh này này là ca nhiễm RSV tại ICU và cái màu cam này là số ca nhiễm RSV cần phải thở máy ạ. Thì chúng ta thấy cái tuần thai càng nhỏ từ 29 đến 32 tuần thì hai cột này rất là cao, tới 49% và tỷ lệ phải thở máy tới 24%. Tuy nhiên mà khi cái tuổi thai mà lớn hơn ấy, thì cái tỷ lệ mà RSV phải nhập khoa điều trị tích cực và tỷ lệ thở máy do RSV thì cũng có xu hướng giảm xuống. Tỷ lệ nhập viện, nhập ICU và thở máy ở trẻ em 29 đến 35 tuần thai theo thời gian thì các nghiên cứu ta thấy rằng là tỷ lệ nhập viện và thở máy ở nhóm trẻ này tăng cao hơn ở giai đoạn trẻ càng nhỏ tuổi ạ. Đây là cái ô màu cam này là cái ô ở trẻ dưới 3 tháng tuổi. Ô màu xanh nhạt là cái ô mà trẻ 3 đến 6 tháng tuổi. Ô màu xanh đậm hơn là cái ô trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi. Và cái ô màu xanh đen này là ô 9 đến 12 tháng tuổi. Thì chúng ta thấy rằng là cái tuổi thai càng nhỏ thì nguy cơ nhập viện và thở máy càng cao. Đấy. Và cái các yếu tố bệnh lý tiềm ẩn tăng nguy cơ của RSV, trẻ mắc một số bệnh lý như là rối loạn chức năng hô hấp và tim có nguy cơ cao tiến triển bệnh nặng sau nhiễm. Ví dụ như là bệnh tim bẩm sinh thì có nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm RSV dẫn tới tăng thương tật như là diễn biến lâm sàng phức tạp. Ví dụ như là đòi hỏi hỗ trợ thông khí hoặc là cung cấp oxy dài hạn hơn và tăng tỷ lệ tử vong so với trẻ không có nhiễm tim bẩm sinh. Với những trẻ loạn sản phế quản phổi là những trẻ sinh non ấy, thì tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng do RSV và tăng khả năng tái nhập viện do nhiễm RSV. Đặc biệt là những trẻ sinh non phải thở máy dưới 1.000 gram và phổi phát triển tới mức bình thường có nguy cơ cao tiến triển thành bệnh phổi mạn, tổn thương phổi do thở máy và nhiễm độc do oxy có thể dẫn tới suy giảm khả năng phát triển của phổi. Các bệnh lý khác như là bệnh lý suy nhược thần kinh cơ có thể trải qua đợt nhiễm RSV nặng hơn do giảm khả năng đào thải chất nhầy ra khỏi đường hô hấp và phản xạ ho kém do sự suy yếu cơ hô hấp. Trẻ bị suy giảm miễn dịch, ức chế miễn dịch mà thì phải dễ bị cũng hay dễ bị nhiễm trùng nặng, các bệnh lý về nhiễm trùng như nhiễm trùng viêm tai giữa rồi những nhiễm trùng về đường hô hấp dưới hay nhiễm trùng đường tiêu hóa hơn, và trong cái nhóm này thì trẻ cũng dễ bị nhiễm RSV nặng hơn, dai dẳng và tỷ lệ thương tật tử vong do RSV cũng cao hơn. Trẻ có hội chứng đau cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp và nhập viện do RSV. Thời gian nằm viện trung bình đối với nhiễm trùng đường hô hấp do RSV không có biến chứng ở trẻ em thì thường là 3 ngày ạ. Đấy, thì tuy nhiên trên các bạn cũng thấy rằng cái ca lâm sàng của tôi vừa trình bày ạ, thì cái trẻ đẻ non và có loạn sản phế quản phổi thì vào viện thì bạn ấy cũng có biến chứng là có xẹp phổi này, có suy hô hấp này và phải thở oxy kéo dài hơn so với những cái trẻ đẻ thường đủ tháng khác. Thời gian nằm viện thì cũng tới 10 ngày, cao hơn so với những cái bệnh nhân khác. Các phân tích tổng hợp cho thấy nhiễm trùng hô hấp dưới do RSV ở bệnh nhân hen và thở khò khè thì tăng gấp 2 đến 4 lần. Những nhiễm trùng nghiêm trọng do RSV trong năm đầu đời có liên quan đến tình trạng hen suyễn ở trẻ em sau này. Đây là một cái số các cái nghiên cứu đa trung tâm thì người ta cũng đã thấy rằng là một số trẻ mà có cái nhiễm tình trạng RSV thì sau này cái dễ khởi phát những cái cơn hen ở giai đoạn phía sau hơn so với những trẻ khỏe mạnh bình thường khác. Nhiễm trùng hô hấp dưới do RSV giai đoạn đầu đời có liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp tái phát. Nguy cơ nhiễm trùng hô hấp dưới tái phát sau đợt đầu tiên nhiễm RSV cao gấp 3 lần so với nhiễm trùng không do RSV. Nguy cơ nhiễm trùng hô hấp dưới tái phát sau lần đầu nhập viện do RSV cao gấp 6 lần so với cấp cứu do RSV. Và hầu hết RSV nặng hoặc RSV nhập viện liên quan đến thở khò khè và hen suyễn tái phát xảy ra ở trẻ 6 tháng tuổi trở xuống. Phần thứ 3 thì tôi xin phép được trình bày gánh nặng nhiễm RSV tại Việt Nam. Ở Việt Nam thì theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010 thì có tới 498.000 trường hợp nhiễm RSV mới ở trẻ từ 0 đến 4 tuổi, trong đó có 57.000 trường hợp nặng. Theo nghiên cứu của Võ Công Bình được tiến hành từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Huế thì thấy rằng là viêm tiểu phế quản do RSV chiếm tỷ lệ 23,33% các trường hợp,
Và trong nhóm nhiễm RSV thì lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là dưới 12 tháng tới 71,43%. Theo cái thống kê của Viện Nhi Trung ương từ năm 2019 đến năm 2023 thì chúng ta thấy rằng các căn nguyên virus hay gặp ở trẻ em thì năm 2019 thì các bạn thấy cái cột màu đỏ là cột của cúm thì cao vút lên và cái cột RSV thì luôn luôn là đứng xếp thứ hai sau cúm mà tương đối cũng là tương đối cao. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đến cái năm 2023 đấy ạ thì cái số bệnh nhân cúm bắt đầu lại có xu hướng giảm xuống và thấp hơn cái bệnh nhân nhiễm RSV, thì cho thấy rằng là RSV càng ngày càng trở thành cái gánh nặng trầm trọng đối với cái nhiễm khuẩn đường hô hấp của trẻ em. Đây là cái nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong vòng 20 từ năm 2019 đến năm 2023 thì ta thấy rằng là những cái đỉnh cao của đến năm 2019 thì chúng ta thấy là cái đỉnh mà mắc nhiễm RSV là vào khoảng tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên đến năm 2022 thì ta thấy rằng cái đỉnh cái nhiễm RSV tăng cao vào tháng 7 đến khoảng tháng 8 và cái năm 2023 thì lại chúng ta lại thấy rằng cái đỉnh nhiễm RSV tăng cao vào tháng 3 và tháng 4. Đấy ạ, thì chúng ta thấy rằng là RSV thường là có thể diễn biến quanh năm. Tuy nhiên là cái đỉnh dịch thì thường sẽ xảy ra vào cái mùa thu đông, nhưng mà theo cái nghiên cứu này thì thấy là nó cũng sẽ không tuân theo một cái quy luật nào đó cụ thể nào đó. Tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Tính và cộng sự, trong vòng một năm từ 30 tháng 5 năm 2022 đến 1 tháng 6 năm 2023 thì có tới 334 trẻ nhiễm RSV, trong đó chủ yếu là nhóm trẻ dưới 3 tháng chiếm tới 42,7%. Trong 334 bệnh nhân này thì chủ yếu là cái nhóm bệnh nhân nặng chiếm tới 64,9%, là những cái bệnh nhân mà phải thở oxy và chăm sóc tại phòng điều trị tích cực, còn nhóm bệnh nhân nhẹ trung bình chỉ có 35,1%. Tỷ lệ mắc bệnh nặng ở cái nhóm nhỏ hơn 6 tháng cao hơn so với trẻ nhỏ lớn hơn 6 tháng với P nhỏ hơn 0,05. Nghiên cứu này cũng chỉ rằng là tỷ lệ bệnh nặng ở nhóm trẻ đẻ non dưới 37 tuần cũng cao hơn so với nhóm trẻ đủ tháng, và tỷ lệ mắc bệnh nặng ở nhóm cân nặng thấp dưới 1.500g cao hơn ở nhóm 1.500g. Đặc biệt là ở nhóm những cái bệnh nền, có bệnh nền ví dụ như là tim bẩm sinh này, bại não này, loạn sản phế quản phổi hay những cái bệnh toàn nhiễm trùng toàn thân như khác thì cũng có là nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với những nhóm trẻ không có bệnh lý nền. Trong những cái nhóm mà nhiễm RSV thì cái nhóm mà có đồng nhiễm vi khuẩn thì cũng có tỷ lệ mắc bệnh nặng cao hơn so với nhóm không có đồng nhiễm vi khuẩn. Thế thì làm sao để chúng ta có thể giảm lây lan và hạn chế lây truyền RSV bằng các những phương pháp nào, thì chúng ta có những cái phương pháp dự phòng sau. Chúng ta có thể dự phòng sơ cấp như là vệ sinh tay này, khử trùng bằng các chất cồn và rửa tay với các chất cồn và xà phòng và nước có hiệu quả cao trong giảm thiểu lây lan của RSV. Chúng ta có thể hạn chế lây truyền bằng đeo khẩu trang. Ở một số bệnh nhân thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng phương pháp dự phòng miễn dịch dung nạp tốt. Thì có lẽ thành công nhất trong cuộc chiến chống RSV đến nay là sự phát triển của phương pháp dự phòng miễn dịch hiệu quả thì sẽ được trình bày ở phía sau. Vaccine dự phòng RSV đối với trẻ em thì đang trong giai đoạn thử nghiệm và hiện nay thì chưa có một vaccine nào được chính thức hoạt động trên thực tế. Chúng ta có thể cân nhắc điều trị dự phòng bằng pavilizumab. Đây là một cái kháng thể đơn dòng được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp, được phê duyệt sử dụng cho y tế vào năm 1998. Cơ chế của cái thuốc này là nó gắn vào glycoprotein trên bề mặt F của RSV, trực tiếp trung hòa virus hoặc là ngăn chặn virus vào trong tế bào và ngăn chặn tạo thành hợp bào. Đối tượng sử dụng thì là cho những trẻ có yếu tố nguy cơ như là sinh non hoặc tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, bệnh lý Down, rối loạn thần kinh cơ, và chúng ta nên dùng ngay trong đầu mùa dịch. Phần kết luận của bài trình bày ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là RSV là căn nguyên hay gặp nhất gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ em, đặc biệt là nhóm nhỏ hơn 1 tuổi. Những trẻ có yếu tố nguy cơ cao mắc RSV hơn là những trẻ đẻ non, cân nặng sơ sinh thấp, có bệnh lý nền, có đồng nhiễm vi khuẩn. Chúng ta có thể giảm lây lan, hạn chế lây truyền RSV và sử dụng phương pháp dự phòng có thể giảm các nguy cơ mắc RSV trong hiện tại và tương lai. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán giả. Xin cảm ơn bài báo cáo rất là chi tiết, rất là hay và cập nhật của bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Như chúng ta đã biết thì qua bài báo cáo của bác sĩ Thu Nga về một ca lâm sàng rất là nặng trên bệnh nhân viêm phổi siêu hấp, trên bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính, thì sau 7 ngày bệnh nhân cũng được ra viện và được theo dõi tiếp, thì đây là một trong rất nhiều bệnh nhân đã được điều trị ở tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cái thứ hai là bác sĩ Thu Nga qua cập nhật các tài liệu thấy rằng nhiễm RSV đây là một gánh nặng trên toàn cầu. Và đặc biệt là với những trẻ có yếu tố nguy cơ, đó là trẻ sinh non. Với những trẻ sinh non thì cái nguy cơ mà nhập viện rất là cao, nguy cơ nhập ICU cao và đặc biệt là thở máy cũng rất là cao. Và đặc biệt là ngoài những trẻ sinh non thì những trẻ có bệnh nền như tim bẩm sinh, phổi bẩm sinh, suy giảm miễn dịch thì đấy cũng là một trong những yếu tố mà nhiễm RSV có thể trở thành nguy kịch. Đặc biệt là đây là một gánh nặng trên toàn cầu cũng như là tại Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi. Ngay trong cái thời điểm dịch này, trong thời điểm này thì theo báo cáo của khoa vi sinh thì một ngày xét nghiệm dương tính trên toàn bệnh viện có thể gần đến 100 ca dương tính nhiễm RSV. Đặc biệt là tại bệnh viện, tại trung tâm hô hấp của chúng tôi thì mỗi ngày thì luôn luôn dành khoảng 40 đến 50 giường để nhận những bệnh nhân viêm phổi, viêm tiểu phế quản, nhiễm RSV nặng suy hô hấp từ các tuyến chuyển đến. Vì vậy là đây đúng thực sự nó là cái vấn đề thực tiễn, là nó là gánh nặng, nó là không chỉ là ở Việt Nam mà cũng là trên toàn thế giới. Vậy làm thế nào RSV nó tại sao mà nó lại gây nặng, tại sao nó lại lây nhanh nhanh như vậy, và làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán xét nghiệm được nhiễm RSV để chúng ta có thể điều trị đúng, điều trị kịp thời và kể cả cách ly chống lây lan ở trong các môi trường bệnh viện. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu bài trình bày của tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, trưởng khoa vi sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, trình bày nội dung trình bày về những cái hiểu biết về RSV, virus hợp bào hấp, đặc biệt là phương pháp chẩn đoán cái virus hợp bào hấp. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Hanh, xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Trong cái phần trình bày của mình thì tôi cũng muốn trình bày và gửi đến cái thông điệp đến các quý vị đại biểu về virus hợp bào có những đặc điểm gì khác biệt mà lại gây lên những cái tình trạng mà nặng như thế như vừa rồi bác sĩ chuyên khoa 2 Nga đã trình bày. Thế thì trong cái phần nội dung bài trình bày của tôi có 3 phần. Một là cấu trúc đặc biệt của virus hợp bào, thứ hai là cơ chế gây bệnh và thứ ba là các phương pháp chẩn đoán RSV tại phòng xét nghiệm. Thì chúng ta cũng đã biết RSV thì gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em, và hiện nay đặc biệt với trẻ nhỏ thì trên 80% trẻ đã nhiễm RSV, cho thấy một cái gánh nặng như vừa rồi chúng ta cũng thấy là Phó Giáo sư Hanh đã tổng kết. Thế thì virus RSV thì có cái điểm gì đặc biệt? Thứ nhất là chúng ta cũng biết virus là kích thước rất là nhỏ, và ở cái hình cấu trúc của virus chúng ta cũng thấy ở cái virus này có cái phía bên ngoài là cái vỏ đây. Và ở với những cái vỏ này thì cấu trúc là lipid. Chính vì vậy có cái vỏ này, lát nữa chúng ta đến phần mà chúng ta sử dụng cái chất sát khuẩn gì để bắt hoạt cái virus này. Và thứ hai là bộ gen của virus. Thì ở đây bộ gen của virus là ARN sợi đơn như thế này. Và cái cấu trúc này thì chúng ta cũng thấy rằng nó chỉ gồm một sợi liền mạch với nhau, do vậy khả năng mà nó để mà nó đột biến vân vân giống như virus cúm thì nó khả năng không bằng cái virus cúm đó. Virus cúm như chúng ta đã từng biết, và với cái bộ gen gồm một cái đoạn như thế này thì trình tự bộ gen của mã hóa protein của cái virus chúng ta thấy rằng gồm có 10 đoạn gen như ở trên cái slide các quý vị đang nhìn, và với 10 đoạn gen này thì nó tổng hợp lên 11 loại protein, và mỗi một loại protein này có một cái chức năng nhất định. Ví dụ như protein thì chúng ta cũng biết ở đây có nhìn thấy cái protein N1, N2. Protein này không tạo thành cái cấu trúc của virus, mà protein này nó đi đến cơ thể, đặc biệt là tế bào biểu mô của người, và tại đó nó ức chế quá trình miễn dịch cơ thể. Chính vì cái điểm này nó góp phần làm cho bệnh RSV với những trẻ, đặc biệt là những cái trẻ nhỏ thì bệnh nặng hơn. Và ngoài ra nó có những cái thành phần khác, ví dụ như là những cái cấu trúc để làm tạo lên cái cấu trúc của virus, hoặc là tạo lên cái virus nó làm sao nó nhân lên được nhanh, nó thoát ra ngoài được nhiều để làm cho cái bệnh nó nặng hơn, thì toàn bộ cái protein của virus như ở trên slide các quý vị đã thấy. Và tại sao virus RSV nó lại chỉ gây bệnh ở hô hấp thôi? Bởi vì ở đây chúng ta cũng biết trên cái vỏ vừa rồi của virus RSV có hai cái kháng nguyên rất là quan trọng. Ở kháng nguyên thứ nhất là cái protein G. Thì cái protein G này có chức năng làm gì? Nó giống như một cái bám cái virus, đến khi mà chúng ta hít phải những cái hạt của cái virus ở trong không khí thì cái nhờ cái protein G này nó bám chặt vào tế bào biểu mô của cơ thể người. Và sau khi nó bám chặt rồi thì cái protein F nó làm nhiệm vụ như một cái enzyme, nó hòa cái màng của tế bào biểu mô của người. Và sau khi nó hòa được màng làm cho cái tế bào biểu mô nó thủng ra rồi thì cái virus này sẽ phóng thích cái vật liệu di truyền chính là ARN của virus để vào trong cơ thể người. Khi mà vào trong cơ thể người rồi thì bắt đầu nó có một quá trình gây bệnh.
Vậy thì trên lâm sàng thì chúng ta cũng đã từng nghe với RSV hiện nay chúng ta có hai nhóm, đó là RSV nhóm A, RSV nhóm B. Vậy thì căn cứ vào đâu người ta phân làm hai cái nhóm này? Chính là dựa vào cái số lượng cái protein G ở trên cái vỏ của virus. Thế thì cái protein G này thì nó ở RSV nhóm A và RSV nhóm B có khoảng 20 đến 30% là khác biệt nhau. Chính vì vậy và căn cứ vào sự khác biệt đấy người ta chia làm hai nhóm. Và một điều quan trọng hơn thì các nghiên cứu người ta đều thấy rằng với RSV nhóm A thì bệnh thường liên quan đến tình trạng là bệnh nặng hơn. Và hiện nay thì vậy bệnh nặng như vậy thì làm cách nào chúng ta có thể là bảo vệ được bệnh nhân, làm cách nào chúng ta có thể điều trị được tốt, thì hiện nay người ta đang nhắm đến một cái đích của virus chính là protein F. Và protein F là một cái phần mà bảo tồn tương đối là tốt, còn cái protein G thì thay đổi. Chính vì vậy sau này cái protein F người ta mục đích là người ta để chế ra vaccine để làm sao nó có hiệu quả. Và người ta sẽ nhằm đến cái đích là protein F này để người ta chế ra những cái thuốc để ức chế cái quá trình này, làm cho cái virus nó không hòa được cái màng của tế bào biểu mô. Thì đấy là hai cái thành phần quan trọng của virus. Sang cái phần thứ hai, với các cấu trúc của virus như thế thì nó cơ chế gây bệnh và lây truyền của virus này trong cơ thể người như thế nào? Thì chúng ta cũng biết thì một virus nói riêng hay là vi sinh vật nói chung muốn gây được bệnh trong cơ thể thì nó phải có receptor, có nghĩa cái điểm bám phải phù hợp. Và thứ hai, cơ thể người đó phải có những cái điều kiện nó cần thiết, có một cái yếu tố gì đó phải ảnh hưởng thì virus mới gây bệnh được. Nhìn chung là chúng ta phải có hai yếu tố cần thiết, đó là receptor và yếu tố vật chủ. Thì virus này cũng vậy. RSV sau khi nó bám vào trong tế bào biểu mô thì nó cũng phải nhân lên trong đó, thì muốn bám được thì phải có receptor phù hợp. Muốn nhân lên được trong tế bào có nghĩa là cơ thể mình phải yếu đi, không phải loại trừ được virus thì nó gây bệnh. Đấy chính là hai yếu tố. Vậy thì receptor của RSV có nhiều loại không? Rất nhiều, như trên slide các quý vị đã thấy. Thì có rất nhiều loại receptor như thế này. Và khi nghiên cứu người ta thấy rằng những cái receptor này nó có ở biểu mô đường hô hấp. Vì vậy tại sao virus hợp bào hô hấp lại gây ở đường hô hấp? Và nó không, ví dụ như ở đường khác nó có không, một số cái cơ quan nó cũng có nhưng mà nó không nhiều. Vì chính vì vậy đây là cái điểm và mấu chốt để cho RSV bám vào biểu mô đường hấp và gây bệnh. Và thứ hai về cơ thể người thì khi mà bất kỳ một vi sinh vật nào xâm nhập vào cơ thể, chúng ta đều có một cái cơ chế bảo vệ cơ thể. Nhưng tuy nhiên nếu mà cơ chế bảo vệ đấy không tốt, ví dụ sức miễn dịch bị suy giảm hoặc có một cái bất thường gì đó thì không đủ kháng thể để chống lại cái virus đó, thì lúc đó cơ thể sẽ bị bệnh. Thì nhìn chung phải có sự tương tác phù hợp giữa hai yếu tố này thì vi sinh vật mới gây được bệnh. Vậy thì khi mà virus nhân lên trong tế bào biểu mô đấy, nó hít vào trong, vì chúng ta hít cái virus vào trong cơ thể thì vào cái tế bào biểu mô đấy, thì cái virus này không bao giờ nó chui cả cái tế bào biểu mô này vào trong tế bào, mà như vừa rồi sau khi nhờ protein G nó bám protein F nó làm thủng tế bào, thì như trên cái hình các quý vị cũng thấy nó phóng thích ARN của nó vào trong tế bào chủ này, và nó kích thích và yêu cầu cái tế bào chủ của chúng ta tổng hợp vật liệu di truyền cho nó. Và sau khi tổng hợp vật liệu di truyền rồi, bắt đầu nó mới thoát ra khỏi cái tế bào biểu mô và nó sử dụng chính cái cấu trúc của tế bào cơ thể của chúng ta làm cho cái vỏ của virus. Mà vì vỏ của virus và vỏ của tế bào biểu mô của chúng ta có cái cấu trúc tương đồng, vì chính vì vậy đây cũng là một cái hình thức lẩn trốn cái đáp ứng miễn dịch của virus RSV. Đây cũng là cái khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta điều chế vaccine. Với những virus khác thì nó không khó như thế này. Và thứ hai, vậy thì sau khi nó virus nhân trong tế bào rồi thì cái hậu quả của tế bào của biểu mô đó là tế bào cũng là tế bào chết. Nhưng tuy nhiên thì virus có cái hình thức như vừa rồi vào trong tế bào đi ra ngoài thì cái hình thức đấy là hình thức nảy chồi. Nhưng với RSV ngoài hình thức nảy chồi đấy còn các hình thức sinh sản khác trong tế bào. Hình thức thứ hai đó là hợp bào. Hợp bào là gì? Là cái virus nó nhờ cái protein F. Mà virus đây, chúng ta cũng thấy đây một tế bào bình thường biểu mô của chúng ta chỉ có một nhân thôi, nhưng mà nhờ cái protein F làm cho cái tế bào này nó hợp lại với nhau, nó làm tiêu biến những cái màng tế bào biểu mô sát nhau. Do vậy virus từ tế bào này sang tế bào khác. Và chính vì cái đặc điểm này mà chúng ta nhìn trên kính hiển vi chúng ta thấy rằng một tế bào nó có nhiều nhân, vì vậy cách thức này chúng ta gọi là hợp bào. Và còn một cái hình thức nữa là virus từ tế bào này sang tế bào khác bằng hình thức cầu nối như thế này.
Vậy thì với các hình thức cầu nối hoặc là hợp bào như thế này thì chúng ta thấy rằng có một cái điểm rất là thuận tiện, thuận lợi cho virus, đó là nó tránh được rào cản đường hấp. Mặc dù là chúng ta có hệ thống lông chuyển động theo một chiều từ trong ra ngoài, nhưng mà nó cứ ở trong tế bào thì khả năng mà virus quét ra ngoài cũng khó khăn hơn, hoặc là cũng tránh hàng rào miễn dịch, chúng ta cũng có kháng thể đó. Nhưng mà bởi vì một số lượng lớn virus từ tế bào này sang tế bào khác không cần phải ra ngoại bào, và cái tốc độ lây lan cũng nhanh hơn, rất nhanh từ tế bào này sang tế bào khác. Chính vì vậy mà virus lây lan từ đường hốp trên xuống đường hốp dưới rất là dễ dàng và nhanh chóng. Vậy thì chúng ta cũng biết là với các triệu chứng lâm sàng của RSV thì thường là ở cái đường hốp dưới như vừa rồi bác sĩ Nga trình bày. Vậy thì tại sao mà RSV lại hay gây ở đường hốp dưới như vậy? Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng thì với cái biểu mô của đường hô hấp từ bắt đầu từ mũi, là bắt đầu của đường hô hấp trên, thì ngay cả biểu mô đường hô hấp trên vẫn có receptor cho RSV bám, nhưng ở phần bên dưới, ví dụ như ở trong cái slide này chúng ta cũng các quý vị cũng thấy, ví dụ như ở ngay khí quản đây và đặc biệt ở cái phần phế quản thì những cái receptor cho cái virus hợp bào này nó rất nhiều. Chính vì vậy đây, khi mà đã nhiều receptor thì khả năng virus xâm nhập vào tế bào nó nhiều hơn, do vậy mà có quá trình viêm ở đó cũng xảy ra nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng biết là cái phế quản, đường kính phế quản của trẻ em nhỏ hơn người lớn rất là nhiều, do vậy mà khi mà viêm thì bao giờ cũng quá trình có tăng tiết vân vân, thì cái đường kính nó nhỏ nên quá trình tăng tiết nó sẽ làm bít hẹp đường thở, do vậy triệu chứng nó sẽ rầm rộ hơn. Và cái thứ hai nữa mà virus nó nhân lên, nó phá vỡ tế bào làm chết tế bào, và tế bào nó bong ra, nó rơi vào lòng mạch, thì là cũng làm trong những cái nguyên nhân làm cho cái đường thở của trẻ nó hẹp lại. Và một cái quan trọng nữa, người ta thấy rằng là cái virus này với những trẻ nhỏ thì thường là miễn dịch của nó chưa đầy đủ, hoặc là những người già suy yếu thì kháng thể không tốt, do vậy mà không có khả năng hoặc là kém cái bảo vệ cái RSV trước khi tấn công vào cơ thể. Chính vì những yếu tố đó làm vì tại sao RSV hay bị ở trẻ nhỏ, hay bị ở người già và hay bị ở đường hô hấp dưới là vì vậy. Vậy thì một vấn đề đặt ra là ví dụ như trường hợp ca lâm sàng vừa rồi, chúng ta thấy sau khi bệnh nhân nhiễm RSV này, sau đó bệnh nhân có viêm phế quản phổi, vậy thì cái căn vi khuẩn này ở đâu? Thì từ cái đường hô hấp trên, kể cả đường hô hấp dưới, chúng ta đều thấy có một cái hệ vi sinh vật sống bình thường, chúng ta gọi là flora. Ví dụ như là ở trẻ em, chúng ta thấy có phế cầu, có Haemophilus influenza, có Moracella catarrhalis. Nhưng những vi khuẩn này bình thường nó chẳng có cái vấn đề gì cả, nó tồn tại là một đôi khi là một cái còn là hàng rào bảo vệ để cho các vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh vào có receptor để bám. Nhưng trong trường hợp mà virus RSV phá vỡ tế bào biểu mô rồi thì những vi khuẩn này từ flora trở thành nhiễm trùng cơ hội. Và chính vì vậy tại sao lúc này chúng ta cần lấy cái bệnh phẩm ở đường hô hấp, chúng ta nuôi cấy để chúng ta xác định xem có phải là tác nhân đồng nhiễm hay không. Ví dụ như là chúng ta mà cái phương pháp nuôi cấy chúng ta định lượng hoặc bán định lượng thì nó trên cái ngưỡng đấy thì chúng ta khẳng định rằng đấy là tác nhân gây bệnh, nhưng nó ít quá, nó chỉ một số ít vi khuẩn thôi, thì chúng ta nói rằng trường hợp đấy bệnh nhân có thể chỉ nhiễm RSV nhưng mà không có hiện tượng đồng nhiễm. Thì vì vậy, chính vì vậy tại sao chúng ta lại có những cái xét nghiệm mà chúng ta cần chỉ định thêm cho bệnh nhân, ví dụ như xét nghiệm nuôi cấy, ví dụ như xét nghiệm chẳng hạn như xét nghiệm công thức máu cho bệnh nhân chẳng hạn. Và vừa rồi chúng ta cũng biết phương thức lây truyền của RSV rất là đa dạng, có thể lây truyền gián tiếp, ví dụ ngay cả trên cái bề mặt của môi, bề mặt của bàn nơi chúng ta làm việc, bề mặt mà nơi bệnh nhân sinh hoạt vẫn tồn tại đến 6 giờ, có nghĩa là tương đối cao. Tại sao nó tồn tại tương đối cao? Bởi vì phía ngoài của virus, như phần tầm trình bày, tôi thấy nó có cái vỏ làm cho nó bảo vệ virus khá tốt, vì khi mà chúng ta bệnh nhân ho hắt hơi thì cái dịch tiết của bệnh nhân ra, và nhờ cũng cái vỏ này cũng bảo vệ virus được tới 6 giờ. Hoặc là trong tay, mặc dù trên tay của chúng ta có những cái kháng thể, những có những cái phần, nhưng mà tuy nhiên thì cái tay này virus vẫn tồn tại đến 2-5 phút. Hoặc là những giọt bắn thì chúng ta thấy nồng độ virus có thể có đường hô hấp, và đôi khi người ta cũng thấy rằng ví dụ ở trong cái dịch tiết, nhưng mà nồng độ virus ở đường hô hấp nhiều hơn, do vậy khả năng lây lan qua cái đường hô hấp nhiều, do vậy tại sao chúng ta lại khuyến cáo bệnh nhân là phải đeo những cái phương tiện khẩu trang là vì vậy. Hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, vì virus nó kích thước cực kỳ nhỏ. Thường với virus thì kích thước nanomet, có nghĩa là dưới 5 micromet. Vì vậy cái hình thức lây lan trực tiếp giữa người với người là rất nhanh. Chính vì vậy mà tại sao trong bệnh viện chúng ta phải phát hiện được bệnh nhân RSV, chúng ta phải cách ly bệnh nhân là vì vậy. Và các biện pháp phòng ngừa thì tương đương với những cái mà khả năng lây truyền của vi sinh vật. Ví dụ chúng ta phải rửa tay. Bác sĩ khám cho bệnh nhân hoặc điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân, chúng ta phải rửa tay đấy có gì, có xà phòng hay có nước, bởi vì cồn đấy nó sẽ bất hoạt được cái vỏ lipid của vi sinh vật này, của virus này rất tốt, hay xà phòng cũng vậy. Chính vì vậy chúng ta là khuyến cáo phải rửa tay thường xuyên, hoặc là biện pháp cá nhân hay vân vân, thì những cái biện pháp này nó phù hợp với cái hình thức lây truyền của vi sinh vật.
Và tôi xin trình bày thứ ba, vậy thì cấu trúc như vậy, cơ chế gây bệnh như vậy, thì với phòng xét nghiệm của chúng tôi làm cái gì để giúp cho bác sĩ có kết quả nhanh nhất, chính xác nhất để góp phần chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Thì hiện nay thì chúng ta xếp vào 4 nhóm cái kỹ thuật vi sinh để xác định tác nhân gây bệnh. Phương pháp thứ nhất là phương pháp PCR. Ở đây thì chúng ta phát hiện gen hoặc một đoạn gen của virus đặc trưng. Thì với PCR thì độ nhạy và độ đặc hiệu cao, và phương pháp này hiện nay khá là phổ biến, đặc biệt là bệnh viện như trung các bệnh viện tuyến trung ương. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp về test nhanh. Test nhanh ở đây chúng ta phát hiện kháng nguyên. Thì cái này nó cũng đồng hành với thời gian của bệnh. Và nhưng mà tuy nhiên so với phương pháp PCR thì nó không nhạy bằng phương pháp PCR. Và người ta phát hiện kháng nguyên, người ta khuyến cáo sử dụng cho trẻ nhỏ. Bởi vì có những nghiên cứu người ta thấy rằng trẻ em thì cái độ nhạy của các test dao động trong khoảng 80 đến có thể tới 90%. Và cái nồng độ virus trong bệnh phẩm của trẻ em nó cao hơn so với trẻ lớn và người lớn. Vì vậy người ta khuyến cáo là sử dụng test nhanh cho kháng nguyên. Nhưng ví dụ như người lớn thì người ta thường lại không khuyến cáo test nhanh kháng nguyên, mà ta thường là khuyến cáo PCR vì cái nồng độ virus trong bệnh phẩm nó thấp. Còn nuôi cấy thì quá tuyệt vời, bởi vì đây là chúng ta thấy rằng rõ ràng là virus sống. Chứ ví dụ như PCR còn có thể virus chết rồi chúng ta vẫn thấy cái đoạn gen đấy. Nhưng với nuôi cấy là virus sống hiển thị có là có tác nhân. Nhưng tuy nhiên thì thời gian nuôi cấy quá dài. Và thứ hai, kỹ thuật nó cũng khó, nó không phổ biến. Thường thì chỉ sử dụng ở những cơ quan hoặc đơn vị nghiên cứu. Cái phương pháp thứ tư là huyết thanh học. Thì huyết thanh học thì hiện nay thì chúng ta chỉ áp dụng trong vấn đề điều tra về dịch tễ học để xem cái mức độ lây nhiễm trong cộng đồng như thế nào. Từ đó chúng ta có biện pháp bảo vệ cộng đồng của chúng ta trước cái yếu tố nguy cơ, trước một cái mùa dịch, ví dụ như vậy. Tôi nói chi tiết hơn về cái phương pháp đầu tiên là chúng ta xét nghiệm để phát hiện cái kháng nguyên. Ở đây cái phát hiện kháng nguyên thì chúng ta có thể sử dụng là test nhanh, cực kỳ phổ biến. Và thứ hai, chúng ta cũng có thể sử dụng miễn dịch. Vậy thì với cái test nhanh kháng nguyên hay chúng ta còn gọi là miễn dịch sắc ký thì thường chúng ta không tự nhiên chúng ta đi làm cho bệnh nhân, đấy là điều chúng ta khẳng định. Mà chúng ta phải sau khi bác sĩ lâm sàng phải nghĩ tới bệnh nhân A nhiễm trùng đường hô hấp và nghĩ tới RSV thì lúc đấy chúng ta mới có chỉ định và bệnh phòng xét nghiệm mới là thực hiện cái xét nghiệm này. Và bệnh phẩm ở đây cực kỳ dễ lấy, đấy là bệnh nhân dịch mũi hoặc là tị hầu vì nồng độ virus nó cao. Và xét nghiệm này rất là dễ sử dụng và kết quả nhanh chóng, trong khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta đã có kết quả rồi. Và vì đây là xét nghiệm kháng nguyên, do vậy chúng ta phải xét nghiệm thường là trong vài ngày, người ta khuyến cáo là trong 4 đến tối đa là 7 ngày, bởi vì sau đó nồng độ virus nó giảm thì cái kháng nguyên trong cái bệnh phẩm nó cũng giảm. Vì nếu mà chúng ta phát hiện sau 7 ngày thì có thể là âm tính giảm. Đấy là những cái ưu và nhược điểm của cái test nhanh phát hiện kháng nguyên RSV. Đây là một cái nghiên cứu phân tích về cái độ nhạy và độ đặc hiệu của các loại test chẩn đoán RSV. Thì chúng ta thấy rằng cái độ chuẩn của cái test này về độ nhạy thì dao động trong khoảng là 60-80% và có những cái đến 90% cho thấy độ chuẩn khá tốt. Chính vì vậy thường các phòng xét nghiệm cũng mong muốn rằng mình phải làm sao mình chọn được cái test nào đó nhạy nhanh, bởi vì nguy hiểm đến tính mạng rồi, làm sao nhanh thì chúng ta cũng phải chọn. Chính vì vậy mà tại sao mà chúng ta cũng phải có những cái xác nhận khi chúng ta nhận cái hóa chất sinh phẩm về, chúng ta phải biết được cái test của chúng ta nó độ nhạy như thế nào, để sau này những cái trường hợp đấy chúng ta cảnh báo cho bác sĩ lâm sàng có thể dương tính giả hoặc có thể âm tính giả trong trường hợp nào, chúng ta dựa vào độ nhạy và độ đặc hiệu như thế này. Và gần đây thì bắt đầu Việt Nam cũng có một cái phương pháp nữa phát hiện kháng nguyên bằng miễn dịch. Thì ở đây phát hiện kháng nguyên bằng miễn dịch thì thông qua cũng phát hiện giữa kháng nguyên và kháng thể, nhưng chúng ta sử dụng cái miễn dịch huỳnh quang, do vậy chúng ta phát hiện được cái nồng độ thấp hơn và độ nhạy và độ đặc hiệu đều tốt cả. Và hy vọng trong thời gian rất ngắn nữa thì tất cả bệnh viện như trung ương cũng như các bệnh viện khác, chúng ta có thêm những cái phương pháp để xác định nhanh chóng và chính xác cho bệnh nhân. Về xét nghiệm PCR thì xét nghiệm PCR có sử dụng không? Ở các phòng xét nghiệm tuyến trung ương thì hiện nay chúng ta sử dụng cả xét nghiệm PCR. Ở đây chúng ta tùy từng cái loại hóa chất sinh phẩm mà chúng ta chọn tắc kết hay là cái đoạn gen đấy khác nhau. Ở đây có những nghiên cứu người ta có những nghiên cứu người ta sử dụng các đoạn gen khác nhau và bao giờ cũng có những ưu nhược điểm khác nhau. Và người ta thấy rằng nếu mà xét nghiệm PCR thì chúng ta có thể phát hiện được rất nhanh, trong 4 đến 6 giờ bệnh nhân nhiễm RSV, có nghĩa là khi mà tải lượng nó vẫn thấp thì chúng ta vẫn có thể phát hiện được. Và sau đó thì nồng độ nó cực đại thì sau khoảng 24 đến 48 giờ thì cái tải lượng virus nó tăng cao và sau đó nó giảm, thì chúng ta cũng biết chúng ta có thể sử dụng cái phản ứng PCR, xét nghiệm PCR để chẩn đoán cho bệnh nhân. Nhưng tuy nhiên chúng ta không chẩn đoán để theo dõi cho bệnh nhân, bởi vì cái sau này chúng ta làm nó vẫn có thể là virus nó chết rồi nhưng mà chúng ta xét nghiệm là vẫn dương tính. Một cái xét nghiệm nữa đó là xét nghiệm dựa vào nuôi cấy tế bào. Nuôi cấy tế bào thì
ở đây chúng ta thấy nuôi cấy rồi từ một virus, sau đó chúng ta phát hiện thấy nhiều virus và chúng ta quan sát ở trên kính hiển vi. Nhưng mà tuy nhiên thời gian nuôi cấy lâu, khó khăn tốn kém như vừa rồi tôi cũng trình bày. Do vậy hiện nay cái phương pháp này chỉ khi nào chúng ta xác nhận, hoặc đặc biệt nó rất là quan trọng trong vấn đề chúng ta sản xuất các loại vaccine ấy, hoặc là chẩn đoán cái ca đầu tiên mà confirm một cái gì đó, thì chúng ta vẫn phải dựa vào cái xét nghiệm nuôi cấy này. Về xét nghiệm huyết thanh học thì sao? Đây là một cái xét nghiệm mà ở cái trên slide chúng ta thấy có một cái hình mà ở Hà Lan người ta nghiên cứu, một cái nghiên cứu cắt ngang trên 682 trẻ, xem tình trạng phát hiện cái kháng thể trong máu của các trẻ như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là từ trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi, 60 có nghĩa là 5 tuổi đấy, với trẻ dưới 5 tuổi, thì chúng ta thấy là ngưỡng ở đây từ trẻ đến 2 tuổi cho đến 3 tuổi thì hầu hết trẻ đều có cái kháng thể rồi, chứng tỏ rằng trước năm 2 tuổi trẻ đã mắc RSV, cho thấy rằng trẻ càng nhỏ tuổi thì khả đây ở cái hình đấy ở từ 0 cho đến 10 tháng ấy, chúng ta thấy rằng tỷ lệ nhiễm RSV ở trẻ mà càng nhỏ thì càng cao, và dần dần trẻ nhiễm rồi thì sau này trẻ sẽ có kháng thể. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là kháng thể tồn tại đến bao nhiêu thì hiện nay thì cũng chưa có trả lời câu có chính xác. Đây cả một cái vấn đề rất khó khăn trong vấn đề chúng ta là điều chế vaccine để phòng cho trẻ. Hy vọng trong một thời gian ngắn nữa thì chúng ta có vaccine để phòng cho các đối tượng của trẻ của chúng ta. Vậy thì khuyến cáo về chẩn đoán RSV bằng các phương pháp xét nghiệm, đây là một cái nghiên cứu tổng hợp, người ta thấy rằng tùy theo từng đối tuổi chúng ta có thể chọn. Ví dụ như ở đây trẻ em thì người ta khuyến cáo rõ, trẻ em ở đây thì ở đây độ nhạy của trẻ thì khoảng độ trung bình thì khoảng cái xét nghiệm trên trẻ em độ nhạy là khoảng 0,81, còn độ đặc hiệu là 0,96, quá tuyệt vời. Nhưng nếu cái phương pháp này mà chúng ta lại sử dụng sang người lớn thì độ nhạy ở đây chỉ có 0,29, và mặc dù độ đặc hiệu khá cao. Chính vì vậy mà vừa nãy tôi cũng phân tích ở người lớn ấy, thì tải lượng virus nó ít, nó nhạy kém á, do vậy thường người ta chỉ áp dụng với trẻ em thì tốt hơn rất nhiều. Vậy thì phương pháp gì chúng ta sử dụng để phát hiện cái virus này? Thì ở trên cái slide của chúng ta có 3 phương pháp phát hiện: phương pháp bằng BCI, phương pháp bằng miễn dịch huỳnh quang và phương pháp nuôi cấy. Thì người ta thấy rằng trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng rất tốt, đấy là phương pháp miễn dịch huỳnh quang, và ở đây có thể độ nhạy lên tới 88% và độ đặc hiệu 96%. BCI thì độ nhạy lên 74%, độ nhạy 98%, và nuôi cấy thì độ nhạy cũng có thể ở đây cũng thấy đạt được 83% và 9,3%. Tuy nhiên ở cái vấn đề này, đây cũng là một cái phiên mặc dù một cái báo cáo phân tích tổng hợp, nhưng tuy nhiên đặc điểm của RSV nó lại lây lan tùy theo từng vùng đặc địa lý, ở đây là nhóm A hay đây là nhóm B hay mùa, chính vì vậy nó cũng có những yếu tố nhiễu nhất định. Vậy thì các xét nghiệm nào đang sử dụng tại Việt Nam chúng ta? Thứ nhất là xét nghiệm nhanh để phát hiện kháng nguyên thì rất là phổ biến. Trước đây thì nếu mà chúng ta rõ ràng trong một cái vụ dịch chúng ta phát hiện được có một bệnh nhân bị RSV rồi, và sau đó chúng ta thấy có những triệu chứng mà chúng ta nghĩ đến RSV, thì bác sĩ có thể chỉ định chỉ làm cái test nhanh đơn thuần thôi. Còn trong trường hợp ví dụ đầu vụ dịch, hoặc là chúng ta bác sĩ chưa thể định hướng rõ mà đây là virus gì, thì bác sĩ có thể sử dụng kháng nguyên combine. Ví dụ ở cái hình ảnh ở giữa này chúng ta có thể combine vừa COVID vừa cúm vừa RSV, hoặc ở đây chúng ta có thể sử dụng combine adeno cũng là một cái virus gây bệnh hô hấp và virus hợp bào hô hấp, và đây là cũng là cúm. Vậy thì tùy theo đặc điểm dịch tễ của từng vùng mà chúng ta có thể là chỉ định cái test đơn lẻ hoặc test combine phù hợp với tình trạng của từng vùng. Và đây là một cái số liệu của Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi, chia làm hai thời điểm trước dịch COVID-19 và sau dịch COVID-19. Vậy thì như trong trình bày của bác sĩ Nga, chúng ta có mùa không? Thì RSV chúng ta thấy thời điểm trước dịch hình như nó không có mùa, từ bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 cho đến tận tháng 12 năm 2019 tỷ lệ nó cũng cứ dập dờn. Nhưng tuy nhiên sau năm 2002, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 12 năm 2023, hết 2 năm thì có vẻ gì đó nó cũng có dịch. Nhưng tuy nhiên thì đây chúng ta cũng mới chỉ lấy trong cái thời gian có 2 năm chúng ta vẫn thấy có những cái đỉnh lên. Và thứ hai, về đặc điểm của Bệnh viện Nhi Trung ương thì các cháu thường cũng nặng mới đến ở bệnh viện. Tuy nhiên cái này thì cũng là một cái tham khảo cho các bác sĩ lâm sàng, mùa dịch cũng có thể chúng ta tham khảo ở những cái số liệu của từng cái bệnh viện một. Vậy thì tại Việt Nam hiện nay không những chúng ta chỉ có xét nghiệm test nhanh, chúng ta còn có xét nghiệm BCI. Vậy thì BCI như trước đây chúng ta thường có xét nghiệm đơn mồi, hiện nay có xét nghiệm đa mồi. Ví dụ như tại Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì cũng có những cái xét nghiệm bác sĩ có thể định hướng đến, có những một số cái định hướng ví dụ như từng cái nhóm một, ví dụ nghĩ đến có thể đây là cúm hay là SARS-CoV-2 thì chúng ta có thể chọn vân vân. Hoặc trong trường hợp mà không rõ chúng ta thấy thể có thể chọn những cái đa mồi có rất nhiều, có thể tới lên tới vài chục cái tác nhân. Tuy nhiên thì rất nhanh, rất tốt, nhưng cũng có một cái nhược điểm, đó là cái xét nghiệm này thì tương đối kinh phí tương đối cao, và hiện nay thì cũng có bệnh nhân cũng phải chi trả trong cái phần này.
Vậy thì qua bài trình bày của tôi thì tôi có một số kết luận và mong muốn gửi tới thông điệp đến các bác sĩ lâm sàng cũng như các anh chị phòng xét nghiệm ở tại các tuyến. Thứ nhất là RSV vẫn là gây bệnh phổ biến gây nhiễm trùng ở trẻ em và đặc biệt là dưới 2 tuổi. Chính vì vậy cái đặc điểm này mà trong trường hợp mà chúng tôi cũng có thể nghĩ đến để mà trong quá trình có thể tư vấn hoặc cùng với bác sĩ lâm sàng để chọn cái phương pháp xét nghiệm cho bệnh nhân. Và thứ hai, RSV thì bao gồm hai nhóm RSVA và RSVB và hai nhóm này vẫn lưu hành dịch. Và cái thứ ba là phương pháp phát hiện thì kháng nguyên và RSV nhanh vẫn là phổ biến. Phương pháp miễn dịch thì phát hiện kháng nguyên có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Phương pháp BCI thì cũng có tính chính xác rất cao, nhưng tuy nhiên cũng có một nhược điểm và trong tương lai thì tùy theo từng bệnh viện chỉ chúng ta vẫn có thể triển khai được. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn Phó giáo sư Hanh cũng như toàn thể các quý vị đại biểu. Cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bài trình bày rất là thiết thực, rất là hay của tiến sĩ Ngọc đã cho chúng ta thấy được tại sao cái cấu trúc của virus hợp bào hấp là như thế nào mà tại sao nó lại ái lực đặc biệt với đường hô hấp như vậy mà đặc biệt là trẻ em, cơ chế gây bệnh như thế nào để từ đó chúng ta sẽ có biện pháp phòng trừ cho nó cụ thể và nó phù hợp, đặc biệt là những cái phương pháp gì giúp cho chúng ta, các cơ sở chúng ta có thể chẩn đoán nhanh được virus hợp bào hấp. Thì có rất nhiều các phương pháp, ví dụ như tiến sĩ Ngọc vừa trình bày đó là phương pháp test nhanh kháng nguyên, phương pháp PCR, phương pháp nuôi cấy và phương pháp huyết thanh. Thì tùy từng trường hợp, từng hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp. Những cái phương pháp PCR thì có độ đặc hiệu, độ nhạy rất là cao, phương pháp test nhanh, phương pháp hình quang. Tuy nhiên, những phương pháp test nhanh là cái phương pháp rất dễ thực hiện và được triển khai tại các cơ sở y tế và nó rất phù hợp với người bệnh cũng như là điều kiện thực tiễn. Trong những mùa dịch như thế này cho kết quả rất nhanh và độ đặc hiệu cũng độ nhạy cũng rất là cao. Xin cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Ngọc. Tiếp theo đây là bài trình bày, tôi xin trình bày một phần cuối cùng đó là cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tiểu phế quản nhiễm RSV ở trẻ em. Như chúng ta đã biết viêm tiểu phế quản là gì? Viêm tiểu phế quản thực tế là như là bác sĩ Nga và bác sĩ Ngọc vừa trình bày thì thực sự là rất là nhiều những phần rất hay rồi. Và tiếp theo là tôi cũng sẽ không trình bày lại nữa. Thì là một cái bệnh rất hay gặp và đặc biệt là hay gặp ở trẻ dưới 2 tuổi. Viêm tiểu phế quản là viêm ở những cái tiểu phế quản nhỏ dưới đường kính dưới 20 mm. Và đặc biệt là như bài trình bày của bác sĩ Nga cho thấy là hầu hết tác nhân là do virus. Và bệnh cảnh thì rất nhiều những cái mức độ khác nhau, có thể từ là nhẹ đến nặng và có thể là nguy kịch. Thế thì nguyên nhân viêm tiểu phế quản là gì? Chúng ta đã biết rồi, trong hai bài trình bày của trước chúng ta thấy là RSV hay là virus hợp bào hấp vẫn là đã đóng vai trò quan trọng, chiếm từ 45 đến 90%. Tiếp theo đó là virus HMBV, thế là human metapneumovirus, chiếm khoảng tỷ lệ thấp hơn, và sau đó là những virus khác. Thì một cái nghiên cứu đa trung tâm tại Mỹ trên gần 3.000 bệnh nhân, trên những trẻ mà nhập viêm tiểu phế quản nặng nhập viện trong vòng 7 năm. Thì đây là một nghiên cứu rất là có độ chính xác rất là cao, đây là nghiên cứu đa trung tâm và cho thấy rằng cái căn nguyên chính mà gây viêm tiểu phế quản vẫn là RSV và chiếm đến 76,5%. Và nghiên cứu cái mùa mà bị bệnh ấy thì cũng nghiên cứu để cho thấy rằng có hai loại virus hai nhóm đó là RSV nhóm A và nhóm B. Thì chúng ta thấy rằng tất nhiên là bệnh có thể xảy ra quanh năm, tuy nhiên là cái mùa mà hay gặp nhất nó tập trung vào những giai đoạn giao mùa, dao động từ tháng 11 đến tháng 3 đó, và đỉnh dịch là thông thường vào tháng 8, tháng 9 và tháng 3, tháng 4 hàng năm, đó là chiếm tỷ lệ nhiễm bệnh vào viện rất là cao. Thế cái triệu chứng của nhiễm viêm tiểu phế quản do RSV là gì để giúp chúng ta định hướng chúng ta cho xét nghiệm cũng như là tìm căn nguyên, thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng điển hình thì nó tùy từng mức độ bệnh nhân, như là bác sĩ Nga vừa trình bày đấy, có thể những bệnh nhân nó có thể siêu hấp rất là nhanh, có những bệnh nhân thì diễn biến từ từ. Tuy nhiên viêm tiểu phế quản nó trải qua 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi bệnh thì thông thường chỉ kéo dài 2 ngày thôi. Giai đoạn này thì triệu chứng thường là nhẹ, biểu hiện là viêm long đường hô hấp như là ho, hắt hơi, sổ mũi hoặc là ho rất là ít. Tuy nhiên đến cái giai đoạn toàn phát thì chúng ta thấy là từ ngày thứ tư, ngày thứ ba, thứ tư đến ngày thứ sáu của bệnh thì thông thường triệu chứng rất là nặng. Bệnh nhân ho tăng lên, khò khè tăng lên, khó thở tăng lên, và đặc biệt trong giai đoạn này nếu là trẻ sơ sinh có thể gây những triệu chứng như ngừng thở hoặc tím tái. Sau đó đến ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10 đó là những ngày lui bệnh. Đây, những cái giai đoạn này thì cũng giúp cho các bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ ngồi phòng khám, khi chúng ta khám cho bệnh nhân
chúng ta tiên lượng. Đôi khi có những ngày mà đầu tiên thì bệnh nhân rất là nhẹ thôi, nhưng mà chúng ta phải có những kế hoạch hướng dẫn bệnh nhân theo dõi, nếu cho bệnh nhân ở nhà để khi nào có dấu hiệu nặng thì chúng ta phải đến viện kịp thời. Để mà phân loại mức độ nặng của viêm tiểu phế quản thì nó vô cùng quan trọng để giúp cho bác sĩ định hướng cái xét nghiệm cũng như là tiên lượng điều trị và quyết định là bệnh nhân này điều trị tại nhà hay là vào viện. Thì dựa vào, thứ nhất là dựa vào nhịp thở, dựa vào mức gắng sức của đường cơ hô hấp, dựa vào bão hòa oxy, dựa vào khả năng ăn của bệnh nhân và cái tình trạng ngừng thở, để người ta chia cái mức độ nặng ra làm 3 mức độ là nhẹ, trung bình hay là nặng. Tất nhiên là mức độ nhẹ thì chúng ta có thể điều trị tại nhà, mức độ nặng thì mức độ trung bình nặng thì chúng ta tùy từng trường hợp cụ thể thì chúng ta phải cho vào những cơ sở y tế là bệnh viện cơ sở hay là bệnh viện trung ương. Có một điều tôi cần nhấn mạnh ở đây đó là những cái khi bệnh nhân vào viện thì thông thường các bác sĩ rất là chú ý khi thăm khám, đó là nhịp thở, đó là những dấu hiệu gắng sức hô hấp, đó là những cái dấu hiệu đo bão hòa oxy thì đúng rồi để quyết định bệnh nhân này nặng hay nhẹ. Tuy nhiên cái khả năng ăn của bệnh nhân ấy, đó là những cái mà người nhà người ta nắm rất chắc. Cái dấu hiệu này cũng là góp phần để chúng ta quyết định đây là nặng hay nhẹ. Ví dụ như là bệnh nhân ở mức độ nhẹ thôi thì mức độ ăn của bệnh nhân vẫn là bình thường. Mức độ nặng, mức độ trung bình thì mức độ ăn là khoảng 50-75%. Tuy nhiên là cái mức độ nặng rồi thì bệnh nhân có thể không ăn được hoặc là ăn dưới 50%. Tuy vậy tôi muốn nói ở đây đó là có những cái triệu chứng rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ góp phần chúng ta quyết định cái mức độ điều trị cho bệnh nhân. Về điều trị viêm tiểu phế quản thì chúng ta biết rồi, cũng đảm bảo theo một cái nguyên tắc chung đó là chống suy hấp. Với bệnh nhân vào viện mà có khó thở thì tùy theo mức độ khó thở mà chúng ta quyết định đó là thở oxy qua gọng mũi, qua mác hay là phải thở máy không xâm nhập hay là xâm nhập. Thì chúng ta phải đảm bảo cho oxy luôn luôn đạt được là trên 94%. Điều trị triệu chứng, điều trị biến chứng đó là cái điều trị chính của viêm tiểu phế quản. Vì hiện nay điều trị đặc hiệu nó còn rất là khó khăn như tôi sẽ trình bày ở sau. Vậy điều trị triệu chứng thì cái triệu chứng ho khò khè của bệnh nhân thì chúng ta thấy đó là triệu chứng chính rồi ạ. Thì vậy cái thuốc, cái điều lăn tăn, cái điều trăn trở của các bác sĩ lâm sàng đó là chúng ta khí dung làm cái gì? Thuốc giãn phế quản có khuyến cáo không? Hay là khí dung bằng corticosteroid, hay khí dung bằng nước muối ưu trương hay nước muối đẳng trương, hay là có những cái thuốc như là lipavirin mà trên tài liệu chúng ta thường là đã được đọc. Thì như chúng ta đã biết, đây là một những cái nghiên cứu đa, nghĩa là tổng quan rất là nhiều nghiên cứu ở Mỹ thì người ta thấy rằng là ở cái nhóm trẻ viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ do RSV nhập viện ấy, thì nếu chúng ta cho dùng thuốc giãn phế quản thì không có sự khác biệt giữa hai cái nhóm, nhóm chứng và cái nhóm mà bị bệnh dùng thuốc giãn phế quản hay là dùng cái giả dược. Người ta kết luận rằng là cái thuốc giãn phế quản thì không cải thiện về oxy thời gian nằm viện với cái nhóm mà điều trị nội trú, còn với nhóm điều trị ngoại trú thì nó không cải thiện, nghĩa là không làm giảm cái nguy cơ phải nhập viện. Vì vậy ở tại Hoa Kỳ người ta cũng không khuyến cáo là dùng cái thuốc giãn phế quản cho trẻ nhiễm viêm tiểu phế quản, nhiễm RSV. Ở theo cái khuyến cáo của NAI từ năm 2015 update đến năm 2021 thì cũng khuyến cáo rằng là với những trẻ viêm tiểu phế quản lần đầu, sao không thấy, với NAI thì cũng không khuyến cáo cho dùng cái thuốc giãn phế quản với những bệnh nhân viêm tiểu phế quản lần đầu. Và với đồng thuận quốc gia về liệu pháp khí dung vào năm 2020 thì cũng không khuyến cáo sử dụng thường quy thuốc giãn phế quản với viêm tiểu phế quản lần đầu. Tuy nhiên khi mà trẻ có khò khè khó thở thì chúng ta cân nhắc dùng thử thuốc giãn phế quản dạng khí dung trong trường hợp nào? Khi mà trẻ trên 6 tháng tuổi, khi mà trẻ khò khè tái diễn, đặc biệt là những trẻ có cơ địa dị ứng và cái liều là 0,15mg cân nặng trên một lần. Tuy nhiên là sau 20 phút đến 30 phút thì chúng ta phải đánh giá cái đáp ứng bệnh nhân xem chúng ta có thể dùng tiếp hay không. Vậy thuốc giãn phế quản thì cái khuyến cáo thì cũng không thường quy như vậy. Thì cái khí dung corticoid thì như thế nào? Thì một cái nghiên cứu trên 161 trẻ ở Anh thì người ta thấy rằng cái nếu ta chúng ta dùng corticoid thì nó cũng không có cái lợi ích, kể cả lợi ích ngắn với lợi ích dài. Nghĩa là lợi ích ngắn như là chúng ta giảm cái thời gian nằm viện, giảm cái tỷ lệ phải thở oxy. Còn cái lợi ích lâu dài có nghĩa là cái thời gian nhập viện sau 6 tháng hay là 1 năm thì cũng không có lợi ích trong cái việc đó. Vì vậy là theo NAI là cái khuyến cáo của NAI từ năm 2015 đến 2011 cũng không 21 cũng không khuyến cáo là chúng ta dùng thường quy corticoid dạng hít, dạng khí dung cho bệnh nhân viêm tiểu phế quản lần đầu.
và đồng thuận quốc gia về liệu pháp khí dung năm 2020 thì cũng không khuyến cáo chúng ta với điều trị corticoid dạng hít trong viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ nhiễm RSV trong lần đầu tiên. Vậy khí dung nước muối ưu trương thì như thế nào? Thì chúng ta đã biết rồi, cơ chế thì cũng chưa rõ ràng, như nhiều cái giả thiết cho rằng khi chúng ta khí dung bằng nước muối ưu trương thì nó tăng thẩm thấu nước vào cái lớp màng nhầy, làm tăng cái chất lỏng trên bề mặt, làm cải thiện cái việc long đờm và tiêu đờm, giảm phù nề đường thở bằng cách hấp thụ nước vào lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc. Đó, tuy nhiên những cái nghiên cứu tại Mỹ về nghiên cứu về đa trung tâm, trên 24 trung tâm và trên hơn 3.000 trẻ, thì người ta thấy rằng khí dung bằng nước muối ưu trương thì khá là an toàn và có hiệu quả với trẻ nhỏ, nghĩa là không có chống chỉ định và khuyến cáo được sử dụng. Và cái đồng thuận quốc gia về liệu pháp khí dung trong các bệnh lý hô hấp năm 2020 thì có khuyến cáo là chúng ta cân nhắc, nghĩa là có thể sử dụng nước muối ưu trương 4ml trên một lần và có thể lặp lại sau 8 giờ một lần. Tuy nhiên là những nghiên cứu khác tại Mỹ thì cũng đưa ra rằng người ta nghiên cứu trên cả cái nhóm trứng và nhóm là cái nhóm điều trị bằng nước muối ưu trương và một nhóm là dùng nước muối đẳng trương 9/1000 thì người ta thấy rằng là cái lợi ích trong cái nhóm bệnh nhân điều trị ở 7 ngày nhập viện thì cái hiệu quả sự so sánh nó không có sự khác biệt. Vì vậy là giữa cái nước muối ưu trương hay nước muối đẳng trương thì chúng ta vẫn đang nghiên cứu tiếp và cũng chưa có khuyến cáo hay là cái phác đồ cụ thể là chúng ta lựa chọn cái nào. Về khí dung cái Libavilin thì chúng ta đã biết rồi. Libavilin là một cái nucleoside tổng hợp có cấu trúc giống như guanosine, gồm có cản giúp cho cản trở cái tổng hợp ARN của virus, sau đó ức chế tổng hợp cái protein của virus, được chấp thuận được sử dụng y tế từ những năm 1986. Tuy nhiên là khi sử dụng cái Libavirin này thì chúng ta cần phải một cái công cụ, nghĩa là cái máy khí dung liên tục, có một cái đầu chúng ta bơm thuốc vào một cái đầu khí dung, chúng ta có thể có người ta khuyến cáo là nên sử dụng 18 đến 24 tiếng. Tuy nhiên cái trang thiết bị này cũng chưa có, thực tế là chưa có tại Việt Nam. Vậy là khí dung cái Libavirin, đây là một cái thuốc kháng virus đặc hiệu. Tuy nhiên là Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo không nên sử dụng Libavirin thường quy và cũng được chỉ định cho những cái bệnh nhân nặng, nghĩa là có viêm tiểu phế quản nặng, có suy giảm miễn dịch, mắc RSV nặng và đặc biệt là nó chưa có thuốc sẵn cũng như là có cái trang thiết bị máy khí dung như vậy để sử dụng ở tại Việt Nam. Vì vậy là cái điều trị nhiễm RSV cũng như là điều trị viêm tiểu quản do RSV thì chúng ta hầu hết chúng ta phải điều trị triệu chứng như tôi vừa nói rồi ạ. Đó là liệu pháp khí dung theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là của cái đồng thuận quốc gia, theo dùng kháng sinh chỉ khi nào mà bệnh nhân có bội nhiễm và phải hỗ trợ về hô hấp. Thì vậy chúng ta sẽ phải có những biện pháp dự phòng như thế nào để hạn chế bệnh nhân bị bệnh cũng như là những bệnh nhân nặng phải nhập viện. Thì cái biện pháp dự phòng chúng ta biết rồi, cái phương pháp dự phòng chủ động ấy thì là phải dùng vaccine. Như hiện nay thì vaccine đã được đưa vào thử nghiệm từ những năm 1966, nhưng tuy nhiên đến bây giờ thì cũng chưa được có mặt tại Việt Nam với vaccine để phòng RSV ạ. Biện pháp hữu hiệu thứ hai đó là chúng ta phải rửa tay thường xuyên cũng như là cách ly với trẻ ốm, rồi nâng cao thể trạng, rồi thì phải phát hiện triệu chứng cũng như là tạo những môi trường trong lành, thì những cái này chúng ta đã làm rồi. Tuy nhiên để mà có những biện pháp, đấy là những biện pháp chủ động, thì chúng ta cũng đôi khi chúng ta làm cũng chưa đầy đủ và đôi khi cái hiệu quả mang lại thì nó cũng thực sự là nó cũng gọi chưa là cao. Vậy cái biện pháp thụ động được chỉ định cho những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, loạn sản phế quản phổi, đẻ non và bẩm sinh thì bây giờ các khuyến cáo nhắc đến đó là những cái IgIV, RSV, đó là những cái kháng cái globulin và đặc hiệu cho RSV. Đặc biệt là chúng ta cũng nghe thấy người ta khuyến cáo trên thế giới về cái balivizumab, đó là những kháng thể đơn dòng chống lại RSV. Thì vậy những cái cơ chế tác dụng là như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nghiên cứu và được thấy rằng là nghiên cứu tại Nhật từ năm 2015 đến 2019 thì cho thấy rằng nếu như chúng ta trì hoãn cái việc mà tiêm phòng ấy thì có nghĩa là tăng cái tỷ lệ nhập viện. Đây chúng ta thấy là cái cột màu tím này, đó là cái cột là bệnh nhân được phòng ngừa, và cái cột màu vàng này, cái đồ thị màu vàng này, đó là cái tỷ lệ mà nhập viện. Thì chúng ta thấy rằng ở những cái mùa dịch mà bệnh nhân được tiêm phòng dự phòng bằng balizumab thì cái tỷ lệ nhập viện nó thấp hơn. Đấy là nghiên cứu tại Nhật.
Còn tại sao vậy, cái bamlanivimap nó là cái gì, cấu trúc như thế nào, thì cũng như là tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc vừa trình bày, thì là trên bề mặt của cái vỏ capsid của cái con RSV này thì nó có những cái protein là F và protein G. Thì protein G thì như tiến sĩ Ngọc vừa nói thì nó có thể thay đổi được các nhóm, nghĩa là RSV nhóm A và nhóm B. Tuy nhiên cái protein F thì nó khá là ổn định. Đây nó cũng là cơ sở để người ta sản xuất ra những cái thuốc dự phòng. Thì cái bamlanivimap ấy là một kháng thể đơn dòng của người được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp, thì nó cơ chế tác dụng như tiến sĩ Ngọc vừa trình bày. Là cái bamlanivimap như chúng ta đã biết rồi, thì cái RSV này khi mà cái protein của RSV này nó tiếp xúc với cái tế bào của đường hô hấp của chúng ta thì nó gây làm thủng cái tế bào niêm mạc, và nó cái cơ sở cái vật chất di truyền nó tấn công sang cái tế bào lành và tạo thành những cái hợp bào lớn, những cái thể tích lớn ở trên đường hô hấp, và làm cản trở hay tác động đến những cái tế bào và cái lớp lông chuyển, cái lớp nhầy của tế bào biểu mô niêm mạc, làm cho tăng tiết nhầy, bít tắc đường thở của bệnh nhân có thể siêu hấp được. Thì cái bamlanivimap này nó nhằm tới kháng nguyên F này trên cái protein F này trên bề mặt của con virus này, và nó gây cái cơ chế là vừa bất hoạt vừa trung hòa, làm cho cái protein này không thể có tác dụng được nữa, và có thể là gây hạn chế cái tác dụng của cái RSV kể cả nhóm A và nhóm B. Thế và theo khuyến cáo của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ Mỹ thì người ta cũng khuyến cáo là khi nào thì chúng ta dùng cái bamlanivimap, đó là khuyến cáo với những cái bệnh nhân mà dưới 1 tháng tuổi, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà sinh trước 29 tuần tuổi. Còn với những bệnh nhân sinh 32 tuần tuổi thì với có những cái biểu hiện như là có những cái bệnh nền tim bẩm sinh và bệnh phổi bẩm sinh, người ta khuyến cáo sử dụng và bằng cứ chứng cứ là B. Và với cái hội bác sĩ gia đình thì người ta cũng khuyến cáo là dùng bamlanivimap cho những cái trường hợp mà bệnh nhân trong 1 năm đầu tiên, nghĩa là dưới 1 tuổi, và bệnh nhân sinh trước 29 tuần tuổi, hoặc là bệnh nhân sinh từ 32 tuần tuổi nhưng mà có những cái biểu hiện là có những cái bệnh nền đó. Và hầu hết các khuyến cáo trên thế giới thì người ta khuyến cáo là mình thông thường là dùng 5 điều liên tục trong mùa dịch. Khuyến cáo của các nước ở châu Âu thì cho thấy rằng là hầu hết là các cái khuyến cáo người ta đã khuyến cáo từ những lâu lắm rồi, từ những năm 2000, nghĩa là cách chúng ta khoảng gần 20 năm rồi. Đó là khuyến cáo cho những cái trẻ mà đẻ non dưới 29 tuần tuổi, thì hầu hết là các nước châu Âu là người ta thống nhất là đồng thuận là khuyến cáo sử dụng. Còn với những cái chỉ định thứ hai là những bệnh nhân sinh dưới từ 29 tuần đến 32 tuần nhưng mà có bệnh nền thì cũng hầu hết là được khuyến cáo sử dụng. Đặc biệt là cái nhóm từ 32 tuần đến 35 tuần, tuy nhiên là có những bệnh nền như tim bẩm sinh hay là những cái bệnh phổi bẩm sinh thì cũng có, hầu hết là các nước cũng khuyến cáo sử dụng. Ngoài ra người ta còn khuyến cáo sử dụng cho những nhóm bệnh đó là bệnh phổi mãn tính, bệnh tim bẩm sinh hoặc là bệnh suy giảm miễn dịch. Ngoài ra thì các khuyến cáo khác thì người ta cũng chủ yếu là đồng thuận. Các cái nước ở châu Âu ví dụ như là Canada hay là Pháp hay là Anh hay là Nhật thì cũng khuyến cáo là chúng ta đồng thuận với những cái bệnh nhân và đẻ non cũng như bệnh nhân có bệnh nền. Còn ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Theo cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế từ năm 2015 thì cũng đưa ra những cái khuyến cáo về cái điều trị bamlanivimap, khuyến cáo cho tương lai đấy ạ, là kháng thể đơn dòng cho những bệnh nhân tiêm bắp, cho bệnh nhân nhiễm RSV. Ngoài ra thì cũng khuyến cáo những cái biện pháp phòng ngừa đặc hiệu khác như là rửa tay hoặc là những cái biện pháp khác. Ngoài ra thì cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng khuyến cáo là sử dụng cái bamlanivimap với liều 15 mg cân nặng là kháng thể đơn dòng cho những cái bệnh nhân nhiễm RSV mà có yếu tố nguy cơ. Tóm lại là chúng ta đã như chúng ta đã biết thì tôi đưa ra 3 cái kết luận. Thứ nhất là viêm tiểu phế quản là một bệnh lý thường gặp, và đặc biệt là nó có thể gây những triệu chứng nguy kịch với những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như bệnh nền hoặc là đẻ non hay tim bẩm sinh vân vân. Và căn nguyên chính là RSV là căn nguyên chính gây viêm phổi hay hay là viêm đường hô hấp nói riêng, viêm tiểu phế quản nói riêng hay là viêm đường hô hấp dưới.
và điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Tuy nhiên là có cái biện pháp dùng kháng thể đơn dòng, đó là một biện pháp hữu hiệu trong tương lai. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn tới thì chúng ta cũng có thể có những cái thuốc để hỗ trợ cho bệnh nhân giảm cái tỷ lệ phải nhập viện. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý vị và các bạn đồng nghiệp. Tiếp theo là xin ý kiến hoặc là những cái câu hỏi từ các quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp ạ. Câu hỏi thứ nhất của xin cảm ơn câu hỏi của bạn, đó là có nên cách sắp xếp bệnh nhân nhiễm RSV và không nhiễm RSV trong cùng một buồng bệnh hay không, hay là cách khí dung thế nào để chống lây nhiễm. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn rất là thực tiễn thôi ạ. Với bệnh nhân RSV thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là những bệnh nhân nhiễm virus nói chung và cũng nhân RSV nói riêng là chúng ta nên phải có cái biện pháp cách ly. Thì tại bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì cũng cố gắng là khi bệnh nhân đến bệnh viện cái là bệnh nhân được làm test nghi ngờ là mình làm một test RSV hoặc là cúm hoặc là cúm A và cúm B. Thì khi mà xác định là bệnh nhân có triệu chứng và có RSV dương tính thì bệnh nhân phải được cách ly tại những buồng bệnh riêng. Còn cái câu hỏi thứ hai của bạn là khí dung để chống lây chéo, thì chắc chắn là nếu mà tránh lây chéo thì chúng ta phải khí dung trong những buồng riêng nếu chúng ta có điều kiện, và cái phòng đấy phải đảm bảo thông thoáng để tránh lây nhiễm. Chứ còn nếu một bệnh nhân mà chúng ta lại nghi ngờ là nhiễm RSV mà lại khí dung trong những cái phòng mà có một số những cái bệnh nhân khác thì cái yếu tố nguy cơ lây nhiễm là rất là nhanh. Câu hỏi thứ hai là cô cho em hỏi ngưỡng có bao nhiêu, đây là câu hỏi dành cho tiến sĩ Ngọc ạ. Vâng. Vâng, mời bác tiến sĩ Ngọc trả lời. Vâng, cảm ơn chị. Về câu hỏi thứ hai, cô cho em hỏi ngưỡng bao nhiêu của vi sinh khi nuôi cấy được tính là vi khuẩn gây bệnh. Thì chắc là câu hỏi này mình trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang tập trung về đường hô hấp, nhưng mà mình cũng thấy có thông tin thế này, khi mà tùy theo cái loại bệnh phẩm của chúng ta sử dụng là bệnh phẩm gì thì chúng ta có ngưỡng tương ứng là bấy nhiêu. Còn ví dụ như trong bệnh phẩm đường hô hấp này cũng thế, trong bệnh phẩm đường hô hấp chúng ta có biết là có rất nhiều loại bệnh phẩm từ đường hô hấp trên cho đến đường hô hấp dưới. Do vậy và với những cái bệnh nhi thông thường thì ở đây người ta cũng khuyến cáo nếu tuyệt vời nhất mà trong bệnh nhân có bệnh phẩm đường hô hấp dưới, ví dụ như bệnh phẩm được nội khí quản này, bệnh nhân phế quản, dịch rửa phế quản thì càng tốt. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy cái dịch tị hầu, lấy dịch của đường hô hấp dưới qua đường mũi thì cũng tuyệt vời vời nữa. Nhưng còn trong trường hợp mà chúng ta không thể có được thì chúng ta lấy dịch tị hầu, thì tùy theo cái đối tượng của các bạn, ví dụ như theo một cái gọi là giá trị cut off lý thuyết mà theo Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ người ta khuyến cáo, thì người ta thường là ví dụ như người ta áp dụng cho cái bệnh phẩm mà lấy qua đường mũi ấy, thì ngưỡng là 10 mũ 5 CFU trên ml với những vi khuẩn thường gây bệnh, ví dụ như là Haemophilus influenza hoặc là Moraxella catarrhalis hoặc là Streptococcus pneumoniae. Đấy, ba cái loại vi khuẩn thường gặp thì chúng ta lấy là ngưỡng 10 mũ 5. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta lại lấy toàn bộ là lấy dịch tị hầu mà chúng ta lấy qua cái tăm bông hoặc gì đó thì có thể là ngưỡng của chúng ta phải tăng cao, thường thì ở bên mình là thường áp dụng ngưỡng 10 mũ 6. Nhưng mà tùy theo một cái đối tượng nữa là trên từng bệnh nhân cụ thể, ví dụ như vừa rồi bác sĩ Nga trình bày một ca bệnh, nếu bệnh nhân đến ngay từ đầu đến bệnh viện mình thì cái ngưỡng của chúng ta có thể lấy là 10 mũ 6. Nhưng cái bệnh nhân đấy đã điều trị hết ở các bệnh viện tuyến tỉnh rồi sau đó mới chuyển lên bệnh viện mình thì có thể lúc đấy đôi khi người ngưỡng 10 mũ 5 thì bên vi sinh cũng trả lời, vì lúc đấy người ta phải căn cứ vào kết quả nhuộm gram, căn cứ vào cái vi khuẩn đấy có thuần hay không thuần, mà người ta tùy từng trường hợp cụ thể thì người ta sẽ có cái ngưỡng khác nhau. Chính vì vậy mà tại sao mà vi sinh chẳng hạn như vi sinh của bệnh viện Nhi Trung ương của ở đây thì thường chúng mình giả ba cái kết quả, một là âm tính có nghĩa là vi khuẩn không có, không nhìn thấy, thứ hai là dương tính thì chả cái tác nhân đấy là gì, thứ ba là không có vi khuẩn gây bệnh, có nghĩa là có đấy nhưng mà chưa đủ ngưỡng, và bác sĩ vi sinh cũng nghĩ rằng đấy là chỉ dạng là flora thôi. Do vậy thì tùy theo đối tượng của mình và tùy theo loại bệnh phẩm gì mà mình có ngưỡng khác nhau, nhưng nhìn chung thì theo cái khuyến cáo mới, nếu bệnh bệnh phẩm chuẩn chỉ thì là 10 mỗi năm theo Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ người ta khuyến cáo. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngọc. Nhờ tiến sĩ Ngọc sẽ trả lời tiếp một câu là cô cho em hỏi là ngưỡng bao nhiêu của vi tiếp một câu là cô cho em hỏi xét nghiệm miễn dịch bán tự động phát hiện RSV bệnh phẩm là máu thì kết quả có độ nhạy độ đặc hiệu như là dịch tị hầu không?
Cái câu của bạn thì mình cũng đang hỏi là với miễn dịch bán tự động mà phát hiện RSV, bệnh phẩm làm máu, thì thực ra thì chỗ trên mình không sử dụng cái bệnh phẩm này, mà không biết là các bạn đang sử dụng gì. Nếu mà mình muốn biết chính xác cái độ nhạy, độ đặc hiệu của cái phương pháp nào với bệnh phẩm là bao nhiêu, thì trong những cái sản phẩm của các bạn thì người ta có cái từ gọi là có cái packet insert, ở đấy người ta sẽ công bố hẳn là độ nhạy là bao nhiêu, độ đặc hiệu là bao nhiêu so sánh với phương pháp gì. Còn hiện nay thì với để phát hiện RSV thì người ta thường phát hiện miễn dịch, nhưng mà lấy bệnh phẩm đó là bệnh phẩm ở đường hô hấp. Thế chắc là không biết là bạn có hỏi về câu đấy không, chứ còn thường thì người ta phát hiện kháng nguyên trực tiếp từ bệnh phẩm đường hô hấp thì nó tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa, ngay cả bệnh phẩm đường hô hấp thì cũng có nhiều cái miễn dịch là người ta được FDA của Mỹ được chứng nhận rồi, nó rất là tốt. Rồi, cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Ngọc. Phương pháp test nhanh thì bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày biểu hiện của bệnh thì có kết quả dương tính? Nghĩa là vâng, mời tiến sĩ Ngọc sẽ trả lời tiếp ạ. Vâng, thì với kết quả test nhanh như vừa rồi chúng ta thấy, test nhanh là kháng nguyên, nó sẽ đồng hành với giai đoạn của bệnh. Thế thì nếu mà chúng ta sử dụng test nhanh thì có thể trong những giờ đầu, 4 đến 6 giờ đầu chúng ta chưa phát hiện được, vì cái giới hạn phát hiện của test nhanh thì tương đối cao hơn so với PCR. Nhưng mà nếu xong có những trường hợp chỉ ở cuối ngày thứ nhất thôi, mà khi mà virus nó nhân lên nhanh nhanh rồi thì chúng ta vẫn có thể phát hiện ra. Và thứ hai nữa là với cái ngay cả trên trang chủ CDC của Mỹ, người ta cũng khuyến cáo tùy theo đối tượng bệnh nhân đấy của mình là gì thì mình sẽ có cái kết quả dương tính là bao nhiêu. Ví dụ như trẻ em thì dương tính nó nhanh hơn, có thể ngay trong ngày đầu, nhưng với người lớn hoặc trẻ lớn thì đôi khi chúng ta một là phát hiện thường phải ở cái ngày đạt cực đại, thường là 24 đến 36 giờ, và đôi khi cũng có thể là không phát hiện ra trong trường hợp người lớn và trẻ lớn. Vì vậy tùy theo cái bệnh nhân, đối tượng bệnh nhân của mình là gì, và thứ hai là mình sử dụng cái loại test nào thì mình sẽ biết được cái ngày khoảng bao nhiêu. Tương ứng như vậy, vậy thì cách ly bệnh nhân RSV lên cách bệnh nhân bao nhiêu ngày, không có một cái quy định nào là cách ly bao nhiêu ngày cả. Vậy thì thứ nhất là có một cái số mà cái nghiên cứu người ta chứng minh rằng cách ly bệnh nhân thì sau khi bệnh nhân có triệu chứng và một ngày sau đó hết triệu chứng thì chúng ta có thể hết cách ly. Nhưng tuy nhiên cái đấy để đảm bảo an toàn chưa là chưa. Thế thì ngay cả trong trang chủ của CDC về RSV, người ta cũng khuyến cáo mình tốt nhất là cách ly trong khoảng độ 8 ngày đầu. Đấy, 8 ngày đầu. Và sau đó có những trường hợp mà miễn dịch của bệnh nhân suy giảm, RSV nó vẫn cứ phóng thích ra dần dần thì có thể phải đến vài tuần. Do vậy không có một công thức là cách ly bao nhiêu. Thì nếu mà theo khuyến cáo chung, tùy theo từng bệnh viện, nếu mà mình bệnh viện mình có phòng nhiều, có giường nhiều thì mình cứ để cho bệnh nhân thoải mái ra. Còn trong trường hợp mà không có phòng nữa thì mình cũng gọi là cái theo một cái khuyến cáo chung bây giờ thì thường hết triệu chứng và sau đó một ngày không có triệu chứng. Tuy nhiên thì tùy theo tình hình thực tế. Cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Ngọc ạ. Câu hỏi tiếp theo là điều trị khò khè kéo dài sau nhiễm RSV. Thì cái này cả là một cái vấn đề nó rất là rộng, một cái thời hạn như hôm nay thì chắc là tôi cũng không thể trả lời hết được. Tuy nhiên cái khò khè sau nhiễm RSV thì những cái tài liệu nó cho thấy rằng nó có thể khò khè kéo dài khoảng vài tuần, 3 đến 4 tuần sau. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân không còn tình trạng nặng nữa, ví dụ không có bội nhiễm, không có tình trạng viêm phổi, bệnh nhân không có nguy cơ có những dị dạng đường thở mà gây khò khè, thì chúng ta có thể hướng dẫn và tư vấn cho người nhà. Thì chúng ta có thể vệ sinh mũi họng và chúng ta bệnh dần dần thì cái khò khè sẽ hết đi. Tuy nhiên tôi lưu ý ở đây đó là chúng ta phải loại trừ những bệnh lý khác gây khò khè, chứ không phải là chỉ là một cái RSV gây khò khè. Ví dụ có những bệnh nhân mà khò khè ngay từ lúc sau sinh thì chúng ta phải loại trừ đấy là dị vật đường thở, là cái dị dạng đường thở hay không. Cái thứ hai là liệu bệnh nhân có hội chứng xâm nhập gì không mà bệnh nhân khò khè kéo dài và mình lại cứ nghĩ đấy là khò khè của nhiễm RSV, hoặc là bệnh nhân có cơ địa là hen hay có những cái gì khác không. Vì vậy để mà tư vấn khẳng định đây chỉ là khò khè do RSV thôi thì chúng ta phải loại trừ những cái vấn đề nguy hiểm, rồi chúng ta tư vấn cho người nhà và cái khò khè do RSV sẽ khỏi sau vài tuần. Em xin hỏi câu hỏi cho Phó Sư Hanh. Ở cơ sở em không có xét nghiệm test RSV. Em xin hỏi cô có dấu hiệu lâm sàng nào gợi ý phân biệt viêm phổi do RSV và các căn nguyên virus, khuẩn virus khác, cúm hay adeno? Em xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn thì cũng rất là hay. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thứ nhất là nếu mà ở cơ sở mà không có xét nghiệm thì thực sự là nó cũng khó khăn. Tuy nhiên thì có một số những cái gợi ý để gợi ý bạn. Đây là viêm đường hô hấp dưới do RSV chứ cũng không phải là cúm hay là adeno. Thứ nhất là với RSV thì bài trình bày của chúng tôi cũng vừa trình bày thì thông thường nó xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Bao giờ bệnh nhân cũng có yếu tố dịch tễ, có nghĩa là trong mùa dịch. Cũng không phải là bao giờ, nhưng mà thông thường là chúng ta dựa vào những yếu tố đó. Cái thứ ba là bệnh nhân bao giờ cũng có biểu hiện là viêm nòng đường hô hấp.
Thứ nhất là sổ mũi, hắt hơi, sốt nhẹ một chút và ho. Đó, đó là những dấu hiệu gợi ý. Và đặc biệt là nếu ở những cơ sở của bạn mà chụp phim lên hoặc là xét nghiệm máu thì những cái đơn giản nhất mà ví dụ công thức máu bình thường thôi, X quang thì bệnh nhân không có tổn thương nhu mô. Đó thì mà bệnh nhân dưới 2 tuổi thì chúng ta cũng hướng tới có thể đây là nhiễm RSV. Tuy nhiên là với cái nhiễm adeno thì thông thường là bệnh nhân xảy ra ở cái trẻ lớn hơn một chút, trên 1 tuổi. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng thông thường là xảy ra ở những trẻ trên 1 tuổi. Cái triệu chứng thì khá là nặng, diễn biến có thể có yếu tố dịch tễ hoặc không. Bệnh nhân sốt rất là cao, suy hô hấp và đặc biệt là có tổn thương nhu mô. Đó, thường là có những tổn thương trên phổi. Cái thứ ba là với cúm thì thông thường lại không hay xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi mà thường là xảy ra ở trẻ lớn hơn. Ví dụ cúm A, cúm B thông thường là xảy ra ở trẻ lớn hơn và nó có những cái biểu hiện cũng có những cái triệu chứng của viêm long đường hô hấp và nó cũng có những cái biểu hiện của có thể có những yếu tố gia đình hoặc yếu tố dịch tễ. Tuy nhiên là nó xảy ra ở trẻ lớn hơn và nó có những triệu chứng đặc thù hơn. Ví dụ như là sốt cao hơn, có những cái biểu hiện là có thể có tổn thương phổi. Và thế thì chúng ta phải theo dõi, ngoài không thể làm được những xét nghiệm test nhanh cúm A, cúm B và RSV thì chúng ta cũng có thể dựa vào lâm sàng cũng như là những cái xét nghiệm máu đơn giản hoặc là xét nghiệm chụp tim phổi. Đó. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Cách sắp xếp bệnh nhân nhiễm và không nhiễm trong cùng một buồng bệnh cấp cứu, điều kiện không... Này, hỏi trả lời rồi đúng không? À, câu này thì có trước rồi ạ. À, cho em hỏi... về liều và thời gian dùng palizumab thì thực ra là palizumab thì chưa có những cái phác đồ chính thức tại bệnh viện ở Việt Nam. Tuy nhiên là những cái guideline, những cái khuyến cáo trên thế giới thì người ta dùng với liều là 15 mg trên cân nặng một lần, là dùng cho những cái chỉ định đấy, như là tôi nói ở bài trình bày bệnh nhân đẻ sinh non dưới 29 tuần hoặc là sinh non từ 29 tuần đến 32 tuần nhưng mà lại có những yếu tố nguy cơ như là đẻ non này, suy dinh đẻ non này hoặc bệnh phổi mãn, bệnh tim bẩm sinh, và chúng ta có thể dùng ngay trước mùa dịch và kéo dài 5 tháng liên tục với liều một lần là 15 mg cân nặng đó ạ. Thế còn khi nào mà chúng ta chính thức mà có thuốc tại bệnh viện ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chính thức là chắc là Bệnh viện Nhi Trung ương cũng sẽ đưa ra những cái liều lượng hay là những cái khuyến cáo cụ thể hơn. Ca bệnh ban đầu được điều trị bằng những kháng sinh gì ạ? Xin cô chia sẻ kinh nghiệm dùng kháng sinh ở những bệnh nhân viêm phế quản phổi do nhiễm RSV, cấy vi khuẩn âm tính. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn và mời bác sĩ Nga trả lời cô này. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái ca bệnh này, trong nếu mà thực sự xác định là do viêm tiểu phế quản do RSV thì theo khuyến cáo là không có chỉ định dùng kháng sinh. Thì mình sẽ sử dụng kháng sinh trong trường hợp nào? Trong trường hợp bệnh nhân có cái dấu hiệu bội nhiễm, ví dụ như trên mình khám lâm sàng mình thấy bệnh nhân có những cái dấu hiệu như là có viêm tay giữa đó, hoặc là bệnh nhân có viêm phế quản phổi kèm theo đấy, hoặc là đối với những bệnh nhân mà viêm nhiễm khuẩn, mặc dù là mình xác định do RSV rồi nhưng bệnh nhân có những tình trạng suy hô hấp rất là nặng thì cũng nên cân nhắc có thể dùng kháng sinh. Đó. Thì với các bệnh đầu tiên thì bệnh nhân này là các bệnh nhân mà là trên một cái nền đẻ non loạn sản phế quản phổi và vào viện trong tình trạng rất nặng. Nghe phổi đã có đầy gian ẩm rồi, gian ẩm nhỏ hạt rồi. Thường khi mà nghe có những gian ẩm nhỏ hạt thì thường đã có cái tổn thương ở cái nhu mô phổi rồi. Cho nên là chúng tôi đã quyết định dùng kháng sinh cho bệnh nhân này. Kháng sinh được lựa chọn bệnh nhân này là dùng cefotaxim. Thế theo cái kinh nghiệm điều trị khi lựa chọn kháng sinh thì mình sẽ theo cái phân loại những cái kháng sinh theo cái viêm của cộng đồng ấy, thì sẽ có những cái căn nguyên vi khuẩn theo các lứa tuổi khác nhau. Mặc dù là mình cấy ra âm tính thế nhưng mà đấy khi chỗ chị Ngọc cũng nói đúng không ạ? Thì tỷ lệ chỉ khoảng độ khoảng 20-30% là cấy ra dương tính đối với những bệnh nhân là mặc dù có viêm phổi nhưng mà cái tỷ lệ không phải tất cả 100% cấy ra âm tính dương tính. Cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng là cái lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm và theo lứa tuổi trong những trường hợp này. Cảm ơn bác sĩ Thu Nga. Câu hỏi của bạn rất là hay, khi mà viêm phế quản phổi mà do nhiễm RSV thì điều trị kinh nghiệm, điều trị kháng sinh như thế nào? Thực tế là với những cái tỷ lệ mà cấy ra vi khuẩn ấy thì tỷ lệ với chúng tôi thì chỉ khoảng 40% thôi ạ. Đó là cái cơ sở mà có cái labo cũng khá là hiện đại như ở Bệnh viện Nhi. Tuy nhiên là với những bệnh nhân mới vào viện hoặc là kết quả cấy lại âm tính thì chúng ta phải dùng kháng sinh theo kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Người ta dựa vào lứa tuổi.
dựa vào tình trạng nặng của bệnh nhân và dựa vào tình trạng kháng kháng sinh ở cái khu vực đó này chúng ta lựa chọn cho thích hợp. Bởi vì là viêm phổi do RSV nhưng cái thuốc điều trị RSV trong giai đoạn cấp thì lại chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu, ví dụ như ribavirin. Vì vậy là vẫn phải điều trị theo những cái triệu chứng và biến chứng. Vì vậy là viêm phế quản phổi ở đây cũng thực sự là cái biến chứng của là nhiễm RSV. Em xin hỏi khí dung bằng máy khí dung thông thường hoặc khí dung bằng cổng oxy trung tâm thuốc có vào được các tiểu phế quản không ạ? Nếu như khí dung bạn hỏi thì là khí dung bằng ribavirin thì nó phải khí dung bằng cái máy chuyên biệt. Còn với khí dung bằng cái thuốc giãn phế quản hoặc là cái corticoid thì nó khí dung bằng những cái máy thông thường. Ví dụ như cái máy khí nén ở tại của chúng tôi ấy, thì có thể sử dụng được cả thuốc khí dung giãn phế quản như là salbutamol và cái corticosteroid. Tuy nhiên nếu muốn khí dung bằng corticoid không thì chúng ta phải khí dung bằng chỉ định bằng máy khí nén. Chứ nếu khí dung bằng máy khí dung siêu âm thì cái lượng thuốc vào nó rất là ít và không có hiệu quả. Còn với cái khí dung bằng khí nén, đặc biệt là cái bệnh viện khí dung bằng khí nén hoặc bằng oxy ấy, thì có thể sử dụng được với cả thuốc giãn phế quản cũng như là thuốc corticoid. Và tôi xin bổ sung thêm một cái câu hỏi của bạn trước. Bạn có hỏi là cái liều lượng và cũng như là dùng bao nhiêu lâu ấy. Thì hôm nãy tôi đã nói về cái liều lượng là chúng ta cái chỉ định dùng cái thuốc kháng thể đơn dòng là sử dụng cho những đối tượng nào thì tôi nói rồi. Còn cái thời gian sử dụng thì thông thường nếu mà trẻ được sinh ra ở trước cái giai đoạn vụ dịch thì chúng ta có thể dùng trước, hoặc vào vụ dịch thì chúng ta dùng cái kháng thể đơn dòng. Và liều của mỗi lần tiêm bắp ấy là 15mg cân nặng và chúng ta dùng liên tiếp 5 tháng, mỗi tháng một lần. Đó, và những cái khuyến cáo và những nghiên cứu trên thế giới người ta cho rằng dùng 5 liều như thế thì chúng ta có thể tạo thành những cái miễn dịch phòng bệnh trong vòng 6 tháng. Đó. Rồi xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn tất cả những cái câu hỏi và của các quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp. Đó, thế thì thời lượng hôm nay cũng đã hết, còn các quý vị có những câu hỏi gì hơn nữa thì cũng có thể gửi về cho chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời và trực tiếp sau. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên hôm nay. Thế thì trong buổi hôm nay thì chúng ta cũng đã đi trải qua trong một thời lượng rất là ngắn thôi. Chúng ta đã trải qua được một cái buổi tọa đàm khoa học cũng như là phải nói là cái hội thảo về nhiễm trùng hô hấp ở trẻ em, những điều hiểu biết về RSV và virus hợp bào hô hấp. Thì chúng ta đã được chứng kiến, được trải nghiệm những cái ca lâm sàng nặng tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, những cái gánh nặng về viêm tiểu phế quản hay là viêm đường hô hấp dưới do RSV trên thế giới cũng như tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chúng ta đã trải nghiệm và đã hiểu biết hơn về cái virus hợp bào hô hấp, về cái cấu trúc, tại sao lại không thể chế tạo được vaccine ngay. Mặc dù từ năm 1966, như bác sĩ Ngọc vừa nói, tại sao mà cái cơ chế lây truyền như thế nào để chúng ta có những biện pháp phòng hộ hữu hiệu. Chúng ta có những khuyến cáo về xét nghiệm như thế nào để giúp cho chẩn đoán. Đó thì chúng ta đã, đặc biệt là chúng ta đã có thể tiếp cận để những cái triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm sàng để giúp cho chẩn đoán viêm tiểu phế quản, đặc biệt là do RSV, những biện pháp điều trị và những cái biện pháp dự phòng để có thể hỗ trợ cho bệnh nhân phòng nhập viện cũng như là giảm cái tỷ lệ nguy kịch. Đó, xin trân trọng cảm ơn các báo cáo viên hôm nay đã rất nhiệt tình, đã soạn thảo bài và rất là cập nhật. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Mời các quý vị làm cái kiểm tra sau khóa học, đó là post-test ạ. Điều kiện cấp CMAAE hôm nay đó là tham gia đầy đủ trên 90% thời lượng chương trình ạ, trả lời đúng trên 80% câu hỏi post-test. Chúng ta có 5 phút đúng không ạ? Chúng ta có 5 phút để cho các quý vị hoàn thiện cái bài post-test.